Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần ở bên trong hang gió giống lên một tiếng, sau đó vui vẻ cảm nhận tu vi của mình đột phá. Nhất là lực lượng tu vi dồi dào trong cơ thể này, khiến cho trong lòng hắn vô cùng kích động. Thiên nhân hậu kỳ, Bạch Tiểu Thuần ta, cuối cùng đã là thiên nhân hậu kỳ. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần kích động, không nhịn được lại ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Lão quỷ, lần này Bạch ra ra nhà ngươi thật sự phải đi ra tìm ngươi. Bên ngoài, thân thể mặt quỷ không khỏi lại run rẩy một cái, mặt cũng đen cả lại. Cũng may hắn vốn chính là xương mù màu đen hình thành mặt quỷ, lúc này cho dù là đen, cũng nhìn không ra được. Sau khi gào xong, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, cảm nhận công pháp phân lô nhân tổ biến đã bị hắn nhảy lên tới trình độ đê bát biến. Cũng chính là dưới công pháp đê bát biến đẩy mạnh, khiến cho tu vi của hắn từ thiên nhân trung kỳ đỉnh phong đột phá. chương 1447, Hành hung lão quỷ. một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hiện tại ta thi triển đê bát biến, tương đương với nhất biến hai mắt bạch tiểu thuần phát ra ánh sang, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này, mình không nói là thiên hạ vô địch, lại không kém hơn bao nhiêu. Còn có bất tử huyết, bạch tiểu thuần liếm môi một cái, cẩn thận đi quan sát bất tử huyết của mình. Nửa năm qua tu luyện, hắn không chỉ là nâng cao tu vi. Trong hang gió này tồn tại lực lượng thiên địa, dường như nhau ẩn chứa sức sống kinh người, khiến cho bất tử huyết của bạch tiểu thuần, từ trước đó 5 phần, lúc này đã đột phá đến 6 phần. 6 phần máu đều là bất tử huyết, cái này khiến cho lực khôi phục toàn thân của Bạch Tiểu Thuần đạt tới một trình độ kinh người. Hắn cảm giác mình hình như có lực lượng vô cùng, nhất là sức sống nồng đâm kia, khiến cho hắn cũng có một loại ảo giác, hình như thiên địa diệt, mình cũng sẽ không diệt. Mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, sau khi Bạch Tiểu Thuần kiểm tra hết toàn thân một lần, lòng tin nhất thời bạo phát. Dưới bán thân, ai có thể là đối thủ của ta? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, không nhịn được lại hướng ra phía ngoài giống lớn một tiếng. Lão quỷ, lần này ta thật sự tới đây, sau khi hô xong, Bạch Tiểu Thuần đợi một hồi, ánh mắt lóe lên. Lão quỷ kia lại có thể không đáp lời, xem ra tu vi của hắn thật sự giảm xuống không ít. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang trùng kích thiên nhân hậu kỳ, nhưng đối với bên ngoài lại quan tâm không có giảm. Hắn cũng cảm nhận được mặt quỷ kia ở dưới áp chế của thế giới pháp bảo này, tu vi rơi xuống. Lúc này sau vài lần nói ra vài câu để thử, trong lòng hắn đã xác nhận được 8-9 phần. Trong mắt lộ ra sự quyết đoán, âm một tiếng, thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lao ra. Chỉ vài bước chân, hắn liền trực tiếp bước qua khu vực hang gió. Thời điểm xuất hiện, không ngờ hắn đã ở bên ngoài. Với khí thế ngập trời, hang gió đã thu nhỏ rất nhiều. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần lại giống như hóa thân của hang gió, một trận gió lốc ầm 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 bạo phát ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần, giống như hình thành cơn lốc, núi liền thiên địa. Trong khí tức kinh người này bạo phát, Bạch Tiểu Thuần đứng ở sát biên giới khu vực hang gió, nhìn như ngạo nghễ, nhưng trên thực tế trong lòng cũng có thân trọng, sau khi chuẩn bị kỹ càng, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, hắn sẽ lập tức lui về phía sau. Hắn chớp mắt, đợi một lát, phát hiện mặt quỷ kia vẫn không có xuất hiện. Điều này càng khiến cho mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vào giờ phút này, thần thức bỗng nhiên tản ra, trong tiếng nổ lớn thiên địa khắp nơi dâng lên gợn sóng vặn vẹo. Ở trong một tích tắc này, lực thần thức thiên nhân hậu kỳ không ngừng lan tràn về bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp bảo thế giới này lại hiện lên ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lần này, dưới thần thức bạo phát, Bạch Tiểu Thuần lại lập tức cảm nhận. Được trong phạm vi khu vực ở cách mình có chút, mặt quỷ đang vội vàng tăng tốc lao về phía xa. Mà hiện tại, mặt quỷ bị thần thức của Bạch Tiểu Thuần tập trung, lập tức nhìn ra được tu vi của đối phương, đã rơi xuống đến thiên nhân hậu kỳ. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cười dài một tiếng, hắn chỉ cảm thấy phiền muộn tích lũy trong lòng từ sau khi đi tới thế giới pháp bảo này, lúc này sẽ được phát tiết ra ngoài, còn có một sự vui sướng cùng phấn chấn không có cách nào hình dung. Hắn hét lớn một tiếng, lao thẳng đến chỗ thần thức tập trung truy kích tốc độ cực nhanh trước mắt đã xuyên qua hư vô toàn thân mặt quỷ kia cũng run lên tốc độ thoáng cái bạo phát bỏ chạy thật nhanh mắt thấy mặt quỷ này chạy trốn bạch tiểu thuần ngửa mặt lên trời cười to lão quỷ người định đấu tốc độ với bạch gia gia nhà ngươi hay sao lời vừa nói ra bạch tiểu thuần toàn diện bạo phát ra tu vi thiên nhân hậu kỳ bất tử cấm hám sơn chàng đều được triển khai âm một tiếng tốc độ của hắn hoàn toàn được thi triển ra giống như na di vậy cũng chính là mấy cái chấp động, thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở phía sau mặt quỷ kia. Lúc này sắc mặt mặt quỷ này khó coi đến cực hạn. Ở trong lòng hắn còn có một sự tức giận không ngừng cuồn cuộn. Tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn chạy trốn. Lúc này hắn chợt rít gào một tiếng, bỗng nhiên xoay người, nhất thời lại hóa thành mảng lớn xương mù màu đen, hình thành một cái đầy răng, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cắn xuống. Hắn đột nhiên bạo phát như vây khiến Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Hắn nhanh chóng lui về phía sau hai tay bấm quyết vung về phía trước một cái. Nhất thời một hàn khí tản ra, lao thẳng đến cái lớn này. Trong chớp mắt, hai bên va chạm, ầm một tiếng, cái lớn đầy răng sắc nhọn thoạt nhìn rất kinh người, lại trực tiếp tan vỡ ra, hóa thành vô số xương mù màu đen phân tán ra bốn phía xung quanh. Đồng thời hàn khí của Bạch Tiểu Thuần cũng trực tiếp xuyên qua cái lớn, lao thẳng đến chỗ mặt quỷ. Sắc mặt của mặt quỷ tức biến hóa, trong lòng thầm bi ai. Hắn nhanh chóng tránh ra phía sau, trong lòng đã ủy khuất vô cùng nhưng hắn lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chỉ có điều, lúc này mắt Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn tỏa sang. Hắn vừa cười to, trong chớp mắt lại đuổi theo. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp đánh ra một quyền. Trong tiếng nổ lớn, tám phương chấn động, toàn thân mặt quỷ kia điên cuồng run rẩy, sương mù cũng loạn hết cả lên. Hắn nhanh chóng lui ra phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu to. Bạch Tiểu Thuần, người đứng có quá đáng quá. Lão quỷ, người có dám cùng Bạch Gia Gia nhà người đánh một trận hay không? Bạch Tiểu Thuần mắt thấy tình cảnh như vậy, trong lòng càng thêm phấn chấn hơn nữa. Hắn lại trực tiếp thi triển ra vân lôi nhân tổ biến. Trong tiếng nổ vang, vân lôi nhân tổ đê nhất biến này khiến thân thể Bạch Tiểu Thuần lớn thành kích thước 80 trượng, bỗng nhiên được huyễn hóa ra. Một khí thế cuồng bạo cường hãn, ở trên người hắn cuồn cuộn bạo phát tới mức ngập trời. Nhất là Nguyệt Ngân bên trong con mắt trái của hắn, lúc này đang không ngừng lập lè, khiến cho chiến lực của Bạch Tiểu Thuần nhảy lên tới cực hạn. Không phải là bán thần, nhưng lại rất gần với bán thần. Lúc này dưới một bước, hắn liền trực tiếp đến trước mặt mặt quỷ, trực tiếp giơ tay phải lên. ầm một tiếng, mặc cho mặt quỷ chống đỡ như thế nào, tất cả đều chỉ là chuyện vô nghĩa. Giữa hai bên đã được nghịch chuyển, cho dù trước đó trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không thể nào chịu nổi. Thân thể hắn phát ra tiếng nổ lớn, đã trực tiếp bị. Một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh tán loạn ra, chương 1448, hành hung lão quỷ. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, hắn hóa thành vô số khí đen ở phía xa một lần nữa ngưng tụ lại mặt quỷ đã hoàn toàn điên cuồng loại cảm giác này cả đời hắn cũng chưa từng thể nghiệm qua năm đó quỷ mẫu là dựa vào thái cổ ở phía sau lưng nàng mới bắt được hắn hắn lại đối xử với hắn rất khách khí nhưng hiện tại rõ ràng nếu như tu vi của hắn không có bị áp chế một cái tát liền có thể đập chết bạch tiểu thuần trước mắt này nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại hắn lại làm không được còn bị đối phương công kích như vậy điều này làm cho hắn gào thét ngay cả âm thanh cũng trở nên vặn vẹo bạch tiểu thuần người đừng ép ta ta không ép ngươi nãi nãi của ngươi ta đánh ngươi bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy áp lực tích lũy trong lòng lúc này theo một quyền đánh ra đã tản đi không ít thay vào đó lại là một cảm giác sung sướng mãnh liệt điều này khiến cho hắn đang lúc đắc ý hét lớn một tiếng lại bước tới tiếng sấm nhất thời bạo phát cho ngươi ở bên ngoài đuổi giết ta này một quyền đánh ra mặt quỷ kia không chỗ nào có thể trốn được cho dù phát ra tiếng thê lương gào thét, cho dù triển khai thần thông thuật pháp, nhưng hắn vẫn không có cách nào đối đầu. Trong tiếng nổ lớn, thân thể hắn lại tan vỡ, cho người đuổi theo ta tiến vào pháp bảo thế giới này. Bạch Tiểu Thuần đánh ra quyền thứ hai, cho người sau khi đi vào, lại muốn đuổi giết ta này. Ta cũng đã chạy đến khu vực lôi vân, người còn muốn truy sát này. Khu vực lôi vân tan ra, người còn muốn truy sát này. Theo âm thanh Bạch Tiểu Thuần vang lên, hắn liên tiếp đánh ra năm quyền mỗi quyền đều đánh vỡ mặt quỷ sau khi đối phương một lần nữa ngưng tụ ra hắn lại một quyền tiếp tục đánh nổ bạch tiểu thuần ta muốn giết ngươi tiếng gào thét thê lương không ngừng từ trong miệng mặt quỷ truyền ra hắn cảm thấy mình sắp hoàn toàn phát điên mắt hắn đã đỏ ửng đến cực hạn mặt quỷ nhìn lên trời rít gào sau đó chợt lao về phía bạch tiểu thuần nhưng không đợi hắn tới gần bạch tiểu thuần một bước đá tới ầm ừ, một tiếng lại vang lên hắn liền trực tiếp đá nổ thân thể mặt quỷ này bản lĩnh khoác lác không nhỏ còn muốn giết ta, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, sau đó chờ mặt quỷ này một lần nữa ngưng tụ ra, hắn lại hung hăng va chạm, khiến cho mắt quỷ tan vỡ. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lao qua nắm lấy tóc xương mù của mặt quỷ, hung hăng đập một cái về phía mặt đất. Thậm chí hắn cũng không sử dụng thần thông, dựa vào thân thể cường hãn của mình, còn có vân lôi nhân tổ cuồng bạo, quyền đấm cước đá đối với mắt quỷ. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ở bên trong thế giới pháp bảo này. Âm thanh vô cùng thê lương, không biết qua bao lâu, Thân thể mặt quỷ lại một lần nữa tan vỡ, xương mù phân tán ra xung quanh không ngưng tụ lại nữa, mà là nhanh chóng khuếch tán về bốn phía xung quanh. Thậm chí hắn không tiếc thiêu đốt sức sống, đổi lấy tốc độ nhanh hơn, bỏ chạy về phía tám phương. Muốn chạy, ta không đánh người gọi ra ra, ta lại không phải tên là Bạch Tiểu Thuần nữa. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần sục sôi, loại cảm giác xoay người này khiến cho hắn khe vùng tay áo lên, cầm hất lên, ngạo nghễ lên tiếng. Tiếp đó, hắn trực tiếp đuổi theo tiếng sấm không ngừng vang vọng khắp nơi ở bên trong thế giới pháp bảo này, xen lẫn với tiếng gào thét thê lương của mặt quỷ cùng với sự phát điên và ủy khuất vô tận trong lòng hắn. Bạch Tiểu Thuần, nếu như lão phu có thể rời khỏi nơi này, nhất định nhất định giết toàn tộc ngươi, lột ra ngươi luyện thành thiên đăng. Mặt quỷ gầm thét giận dữ, hắn cũng biết la hét như vậy không có tác dụng gì, thậm chí còn sẽ khiến cho Bạch Tiểu Thuần truy sát càng mãnh liệt hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng áp lực đến cực hạn, nếu không đi gào vài tiếng như thế, hắn cảm thấy không cần chờ Bạch Tiểu Thuần ra tay, mình đã nổ tung. Tính tình không nhỏ nhì, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, hư lạnh. Trong lúc đó, hắn tăng nhanh truy, kích, trong phút chốc, những tiếng nổ lại vang vọng khắp nơi. Mặt quỷ này không ngừng tan vỡ, lại không ngừng phân tán ra bốn phía. Đến cuối cùng, mắt thấy không có cách nào chạy trốn được, trong mắt mặt quỷ mang theo sự điên cuồng, rốt cuộc không tiếc thiêu đốt thần hồn, đổi lấy bí pháp nào đó. Một tiếng động phát ra, hắn lại có thể trong lúc bỏ chạy, trong phút chốc dung nhập bên trong hư vô, biến mất không thấy bóng dáng. Lần biến mất này cực kỳ đột ngột, Bạch Tiểu Thuần khẽ a một tiếng, thần thức bỗng nhiên tản ra lại tìm kiếm. Nhưng quét ngang toàn bộ thế giới pháp bảo, lại có thể vẫn không tìm được tung tích của mặt quỷ. Lão quỷ này đến từ thiên ngoại, cho dù hồn thể cũng có thể đánh với thiên tôn một trận, tất nhiên là có vài thủ đoạn kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì đó, ngược lại cũng không cảm thấy có gì không cam lòng. Hắn tin tưởng đối phương mặc dù có thể ẩn nấp đi, nhưng nhất định không có cách nào lâu dài được, lại không có khả năng rời khỏi mảnh thế giới này. Nếu như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị mình tìm ra được. Cũng được, ngày hôm nay tạm thời tha cho hắn một lần, chờ ngày nào đó ta phiền muộn, lại tới thu thập lão quỷ này. Dám đấu với ta sao? Bạch Tiểu Thuần ta nổi giận lên, ngay cả bản thân ta cũng phải khiếp sợ. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, trước đó một phen quyền đấm cước đá, khiến cho tâm tình hắn sung sướng, toàn thân đều sảng khoái. Lúc này thoáng một cái, hắn lại không để ý tới mặt quỷ nữa bay về phía hang gió tiếp tục tu luyện cùng lúc đó ở dưới ngọn núi nào đó trong thế giới pháp bảo này hư vô vặn vẹo bóng dáng của mặt quỷ chậm rãi hiện ra không phải quá rõ ràng mà có chút mơ hồ dường như ở trên người của hắn khoác một lớp màng không rõ có thể chia lìa cùng thế giới này lớp màng không rõ này là bí pháp căn bản của hắn cũng cản trở trọng điểm thần thức của bạch tiểu thuần chỉ là giờ phút này toàn thân hắn lộ ra sự suy yếu ngay cả thần thái trong con mắt cũng ảm đạm không ít hiển nhiên thi triển loại bí pháp này đối với hắn hiện tại mà nói phải trả cái giá không nhỏ bạch tiểu thuần mặt quỷ cắn răng nghiến lợi đồng thời trong lòng hắn hiện lên sự bi ai vô tận loại cảm giác cùng đường này ngay cả liều mạng đánh một trận cũng có khiến cho hắn có xúc động muốn khóc thời gian lại trôi qua rất nhanh một tháng trôi qua một tháng này đối với mặt quỷ mà nói mỗi ngày đều là hãi hùng khiếp vía hắn rất sợ Bạch Tiểu Thuần lúc nào đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Điều này rất dày vò, chương 1449 chết, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, lại là hạnh phúc vô cùng. Ở bên trong hang gió tu luyện, khiến cho tu vi thiên nhân hậu kỳ của hắn hoàn toàn được củng cố xuống. Chỉ có điều cuồng phong bên trong hang gió này cũng theo Bạch Tiểu Thuần đột phá trước đó cùng với sự củng cố hiện tại, đã chậm rãi giảm bớt. Cho đến cuối cùng, toàn bộ hang gió không còn một chút gió nào nữa có kinh nghiệm từ khu vực lôi vân trước đó đối với chuyện lực lượng thiên địa trong hang gió biến mất bạch tiểu thuần không cảm thấy bất ngờ lúc ngẩng đầu lên trong mắt hắn mang theo sự chờ mong nhìn về phía khu vực mưa ở phía xa nói không chừng ta thật sự có thể ở chỗ này tu luyện tới bán thần bạch tiểu thuần nghĩ đến đây trong lòng lại vô cùng kích động thoáng một cái hắn lao thẳng đến khu vực mưa thời gian không lâu hắn sắp đến khu vực màn mưa hoàn toàn không có một chút dừng lại nào trực tiếp bước vào bên trong. Khi nước mưa rơi vào trên người hắn, cảm nhận được lực lượng thiên địa cùng sức sống không khác biệt so với ở khu lôi vân cùng với hang gió, Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, trực tiếp bước nhanh đi tới sâu bên trong khu vực mưa. Hắn khoanh chân ngồi ở trên mặt nước, sau đó lại điên cuồng hấp thu lực thiên địa xung quanh. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, thế giới pháp bảo cũng trở nên yên tĩnh hơn không ít. Cho đến mấy tháng sau, mặt quỷ bên kia cay đắng càng nhiều. Mặc dù trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần không ra ngoài đuổi giết hắn, nhưng cùng lúc hắn biết thời khắc này bạch tiểu thuần đang càng ngày càng thêm cường hãn mà mình ở đây trong mấy tháng này tu vi lại một lần nữa rớt xuống không còn là thiên nhân hậu kỳ mà đã bị áp chế đến thiên nhân trung kỳ loại tu vi suy yếu này khiến cho sợ hãi trong lòng hắn còn mãnh liệt hơn so với trước đó rất nhiều căn bản hắn cũng không dám ra ngoài gần như mỗi giây mỗi phút hắn đều cẩn thận từng ly từng tí thậm chí cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng vẫn không nhịn được đi cầu khẩn bạch tiểu thuần tốt nhất chìm đắm ở trong sự tu luyện quên mình đi mới tốt. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang ác độc nguyền rủa. Ta nguyền rủa hắn bạo thể mà chết, ta nguyền rủa hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Ta đường đường chuẩn thái cổ, Bạch Tiểu Thuần loài bò sát như vậy, một ngón tay là ta có thể đâm chết một đám. Khinh người quá đáng, thù, này, nhất định phải báo. Mặt quỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không ngừng nhớ lại thời kỳ mình đã từng huy hoàng. Dường như chỉ có dựa vào những điều này, hắn mới có dũng khí tiếp tục chống đỡ tiếp cũng không biết có phải mặt quỷ ở bên này nguyền rủa cùng thể thốt quá mức sắc bén hay không, sau một thời gian ngắn hắn liên tục không ngừng nguyền rủa, chưa hôm nay, trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang hấp thu lực lượng thiên địa ở khu vực mưa, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy có chút không thoải mái, hắn cảm nhận được ở bên ngoài khu vực mưa có một ác nghiệm mơ hồ tồn tại. Không cần đi cân nhắc, hắn đã biết đó nhất định là mặt quỷ. Lão quỷ kia nhất định là đang nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía xa sau. Thân thể thoáng một cái, lặng lẽ lao ra không một tiếng động liền rời khỏi khu vực mưa hắn không tản ra thần thức mà dựa vào phương hướng của ác niệm trong cảm nhận này nhanh chóng tìm qua thời khắc này mặt quỷ đang ẩn thân ở trong một khu vực vẫn nghiến răng nghiến lợi nhưng bỗng nhiên thần sắc hắn lại biến đổi thân thể hắn chợt bắn nhanh về phía sau nhưng ngay trong chớp mắt khi hắn lui ra phía sau một tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền ra từ vị trí của hắn trước đó âm thanh vang vọng ngập trời tiếng trùng kích phân tán ra bốn phía Mặt quỷ này phát ra tiếng gào thét thê lương, hoàn toàn không có một chút do dự nào. Thân thể hắn phát ra một tiếng động, trực tiếp hóa thành vô số sương mù màu đen, phân tán ra bốn phía bỏ chạy. Cùng lúc đó, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần từ bên trong hư vô bên bước ra. Quả nhiên là lão quỷ ngươi đang ở nơi này nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, dưới tốc độ cực nhanh của bất tử cấm, tay phải còn giơ lên, chợt nắm chặt lại, trực tiếp đánh một quyền về phía xa. Một quyền này cũng không phải là công kích lão quỷ, mà là đánh vào trong hư vô cuối cùng hình thành một vòng xoáy hố đen, tản ra lực hút kinh người, khiến cho mặt quỷ xương mù màu đen đang phân tán ra bốn phía, lại có thể ở đều dừng lại một chút. Tuy chỉ là dừng lại, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Thân thể hắn chợt bước ra một bước, tay áo vung lên. Lực lượng của thiên nhân hậu kỳ bạo phát, hình thành gió bão, quét ngang tám phương. Trong tiếng nổ vang, rất nhiều xương mù màu đen trực tiếp tan vỡ. Những xương mù còn sót lại ở phía xa nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành mặt quỷ sau đó, hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn còn thi triển loại bí pháp tiêu hao cực lớn, thân thể hắn phát ra một tiếng động, trực tiếp biến mất. Mắt thấy lão quỷ này lại chạy thoát, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút không nhịn được. Hắn đơn giản là không có trở về khu vực màn mưa, mà ở bên trong thế giới pháp bảo này, không ngừng tìm kiếm. Mấy ngày sau, khi thời điểm bí pháp trôi qua, khí thức của mặt quỷ lại bị Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được. Trong lúc mặt quỷ kêu lên thảm thiết, không thể lại không một lần nữa triển khai bí pháp cứ như vậy một người một quỷ ở bên trong thế giới pháp bảo này không ngừng đuổi giết cho đến khi qua hơn một tháng mặt quỷ cảm thấy mình thật sự sắp suy sụp hắn biết rõ cứ tiếp tục như thế không cần bạch tiểu thuần ra tay mình đã hao phí tất cả thần hồn diệt phong hắn đây là bộ dạng không giết ta tuyệt đối không bỏ qua mặt quỷ phát điên tim xám như đã chết sau khi lại một lần nữa bí pháp biến mất bị bạch tiểu thuần tìm được trong mắt hắn đỏ đậm toàn thân thiêu đốt giống như muốn liều mạng đánh một trận hắn mang theo sự kiên quyết xít gào mang theo sự điên cuồng bất chấp mọi giá hắn vốn chỉ là cái đầu lại có thể hiện ra thân thể hai tay hai chân cuối cùng hóa thành một vị bức tượng màu đen bức tượng kia tối tăm vô cùng không phải hư ảo mà là thực chất cũng vào giờ phút này khí thức của hắn tăng mạnh giống như chiến thần trực tiếp đánh về phía bạch tiểu thuần lão phu đường đường là truyền thái cổ sống quá lâu so với sống mà bị ngươi hành hạ như thế sống cũng vô dụng ngươi cho dù lấy thủ đoạn hèn hạ trấn áp ta nhưng, vậy thì tính sao, nếu không thể tiếp tục sống, như vậy cho dù chết, Lão Phu cũng muốn chết có tôn nghiêm. Bạch Tiểu Thuần, người muốn cho Lão Phu chết, như vậy thì đến đây đi. chương 1450, Chiến tranh thăng cấp 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mặt quỷ cười đầy thê lương, thề sống chết bạo phát. Ngay cả trên khí thế cũng khiến cho người ta cảm giác được, dường như hắn muốn đồng quy vô tận. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trong chớp mắt khi mặt quỷ này xông tới, hắn chật siết chặt nắm tay phải, thì triển ra bất diệt đế quyền. Trong tiếng nổ vang, thiên địa chấn động, tám phương run rẩy. Phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, đế ảnh biến ảo, ngưng tụ bên trong nắm đấm. Theo một quyền đánh ra, mặt quỷ kia hình thành bức tượng màu đen, lại trực tiếp tan vỡ nổ tung. Một khí thức tử vong, nhất thời khuếch tán ra khắp nơi. Mà lần này mặt quỷ tan vỡ, không có xương mù màu đen tản ra. Mà dưới một quyền này của Bạch Tiểu Thuần, bức tượng kia trực tiếp lại chia năm xẻ bảy, trong tiếng nổ lớn, chiếu xuống trên đại địa. Vẫn không nhúc nhích, còn hoàn toàn không có một chút sức sống nào, giống như tử vong. Mà thời điểm hắn tử vong, lực lượng phản vệ cũng cực lớn. Suốt cuộc khiến cho thời khắc này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều chấn động, rút lui trăm trường. Lúc hắn ngẩng đầu, nhìn bức tượng màu đen ở trên mặt đất phía xa chia 5 xẻ bảy, trong mắt lộ ra sự hoài nghi. Chết rồi sao, sẽ không đơn giản như vậy, cứ như vậy mà chết đi à. Bạch Tiểu Thuần đi lên vài bước, đến trước mặt bức tượng bị nhìn nát, sau khi cẩn thận quan sát một chút, ở trong mảnh vụn của bức tượng kia, hắn nhìn thấy được chỉ là tử khí nồng đậm. Thậm chí thần thức của hắn tản ra, cũng không có tìm ra được sức sống nào ở phía trên đó. Cho dù hắn cầm lấy mấy khối đi quan sát, cũng vậy. Hình như tất cả đều cho thấy, mặt quỷ kia đã thật sự diệt phong. Dù sao mặt quỷ này bị áp chế suy yếu, đã là thiên nhân trung kỳ. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần Thân là thiên nhân hậu kỳ, giết chết một thiên nhân trung kỳ, cũng thật sự có chút đơn giản. Điều duy nhất khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, là trước khi mặt quỷ này không bị áp chế suy yếu, lại là tồn tại có thể đấu cùng thiên tôn. Cũng không chịu được đánh, còn là chuẩn thái cổ gì chứ. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, cố tình rời đi, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn đang còn. Cuối cùng hắn đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, thần thức lại tản ra, quét ngang toàn thế giới. Hắn vẫn không thu hoạch được gì, sau đó Bạch Tiểu Thuần mới rời đi. Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy mặt quỷ ở nơi này tử vong, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không tin chỉ có điều đối với chuyện này bạch tiểu thuần cũng không quá lưu ý dù sao thế giới pháp bảo này là đóng kín đối phương chỉ có ba loại khả năng hoặc chính là chết thật sự hoặc chính là âm thầm chạy trốn khả năng cuối cùng chính là giả chết về phần mảnh nhỏ này bạch tiểu thuần cũng không có ý định mang đi nếu như đối phương chết thật sự thì cũng thôi một khi không chết bản thân mảnh nhỏ bức tượng có thể tồn tại chỗ quỷ dị nhất là bạch tiểu thuần cảm thấy cho dù ném ở chỗ này cũng không có người nào khác tới nhặt đi đã như vậy, đương nhiên là ở lại chỗ này quan sát. Xác định không thành vấn đề lại lấy đi, mới ổn thỏa. Rất nhanh, lại qua một tháng, Bạch Tiểu Thuần ở khu vực màn mưa tu luyện, cách ba tới năm ngày hắn lại ra ngoài một lần, đi tới chỗ mảnh nhỏ của bức tượng này kiểm tra. Những mảnh nhỏ này vẫn không nhúc nhích, khí thức tử vong trên đó mặc dù tiêu tan một ít, nhưng rõ ràng những mảnh nhỏ này đều chậm rãi quay về bình thường. Thân thức của Bạch Tiểu Thuần nhiều lần quét ngang toàn thế giới, cũng đều không có nhận thấy được khí thức của mặt quỷ không thể nào, thật sự chết rồi sao, ta còn chơi chưa có đủ đâu. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút dao động, sau khi lại đợi thêm hơn một tháng, trước sau hắn không cảm nhận được khí thức của mặt quỷ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, khả năng thứ hai đã có thể loại bỏ, như vậy hiện tại, hắn hoặc chính là thật sự chết, hoặc chính là giả chết. Vậy thử xem, Bạch Tiểu Thuần xoa cầm, giơ tay phải vung lên, nhất thời lại cuốn những mảnh nhỏ này lại với nhau. Lão quỷ, ta lại nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta giả chết là vô dụng, nếu như người thật sự giả chết người nhất định sẽ hối hận bạch tiểu thuần uy hiếp vài câu nhưng những mảnh nhỏ này vẫn như bình thường hắn hừ một tiếng cuốn các mảnh nhỏ lao thẳng đến khu vực màn mưa trong khoảng thời gian này bạch tiểu thuần trải qua hấp thu mưa trong khu vực màn mưa cũng nhỏ đi rất nhiều không còn là mưa xối xả mà là thưa thất trở thành mưa nhỏ bạch tiểu thuần một đường hoàn toàn không có chút dừng lại nào cầm mảnh nhỏ bức tượng lại tiến vào sâu bên trong khu vực màn mưa hắn để mặc cho nước mưa rơi xuống những mảnh vụn này thậm chí còn cảm thấy không ổn thỏa, Bạch Tiểu Thuần đơn giản trực tiếp ném những mảnh nhỏ này vào trong một chỗ đất chúng, bấm quyết dẫn dắt nước mưa ở bốn phía xung quanh, rơi xuống phía trên, từ từ chìm ngập. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chớp mắt vào những mảnh nhỏ này. Đây là biện pháp thử dò xét mà hắn nghĩ tới được. Dù sao ban đầu ở khu vực Lôi Vân, Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy được những tia chớp gây ra tổn thương cực lớn đối với lão quỷ. Còn có cuồng phong bên trong hang gió cũng có loại hiệu quả này. Như vậy, nước mưa trong khu vực màn mưa ở trong sự phán đoán của Bạch Tiểu Thuần, cũng sẽ như vậy. Sau khi bị nước mưa chìm ngập, vừa mới bắt đầu những mảnh nhỏ này vẫn như bình thường vậy, vẫn không nhúc nhích. Nhưng dần dần, lại có một tia lực sinh cơ từ trong những mảnh vụn này tản ra. Cùng lúc đó, trong nháy mắt những mảnh nhỏ này lại run rẩy Chớp mắt một cái, lại có tiếng nổ vang rung trời phát ra. Còn có có tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần, Lão Phu sẽ không để ngươi được yên. Lão Quỷ, người quả nhiên giả chết ánh mắt của bạch tiểu thuần nhất thời sáng lên thời điểm âm thanh truyền ra trong nháy mắt những mảnh nhỏ bị ngâm ở trong nước mưa lại trở nên mơ hồ cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng ở trước mặt bạch ra ra nhà ngươi lại dám giả chết chỉ là vô dụng bạch tiểu thuần cười ha ha một tiếng thần thức đã tản ra ngay lập tức hắn lại cảm nhận được khí thức của mặt quỷ trong tiếng cười hắn bỗng nhiên đuổi theo lúc này ở bên ngoài khu vực màn mưa một chỗ hư vô đột nhiên mơ hồ trong chớp mắt mỗi một mảnh nhỏ của bức tượng đột nhiên xuất hiện những mảnh nhỏ lập tức lại hóa thành sương mù màu đen, ngưng tụ ra bóng dáng của mặt quỷ. Chương 1451, chiến tranh thăng cấp 2. Chuyện được thực hiện bởi audio com Chỉ là giờ phút này, so với trước hắn suy yếu hơn rất nhiều. Trong mắt hắn mang theo sợ hãi, còn có phát điên. Lửa giận trong lòng hắn đã ngập trời, nhưng lại hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách nào phát tiết. Hắn đích xác là giả chết, trước đó, hắn đoán được Bạch Tiểu Thuần là không chết không dừng, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là biện pháp này thậm chí để giống thật hơn một chút hắn thật sự khiến mình tử vong dù sao hắn cũng là hồn thể tu hành lại là quỷ pháp cho nên nhìn là ngất nhưng lại không khác gì so với thật sự chết đi cả nếu như không có gì bất ngờ như vậy mặc cho bạch tiểu thuần bóp nát những mảnh nhỏ này như thế nào hoặc là sử dụng biện pháp khác đi biến mảnh nhỏ thành cho bụi nửa giáp trôi qua mặt quỷ vẫn sẽ ở trong cho bụi này một một lần nữa thức tinh nhưng hết lần này tới lần khác hắn gặp phải chính là một bạch tiểu thuần không tin ta, lại có thể trực tiếp ném hắn tới bên trong khu vực màn. Mưa, ở dưới lực lượng thiên địa tích lũy bên trong thế giới pháp bảo ăn mòn, trạng thái chết giả của hắn trong nháy mắt tan biến. Loại thống khổ khi sức sống bản nguyên tiêu tan, khiến cho hắn lập tức đã bị kích thích tỉnh lại. Thậm chí hắn không dám tiếp tục giả chết nữa. Nói cách khác, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, sợ là sau khi mình thật sự bị hút đi tất cả sức sống, sẽ chết ở chỗ này. Cho nên hắn chỉ có thể lại thi triển bí pháp, chạy ra khỏi khu vực màn mưa chỉ là mỗi lần thi triển ra bí pháp này đối với hắn cũng có tổn thương không nhỏ hôm nay hắn đã sớm mệt mỏi đến cực hạn nhưng có dù mệt mỏi cũng không sánh bằng sự tuyệt vọng trong lòng hắn trời ạ à, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì lại có thể khiến cho ta gặp phải bạch tiểu thuần đáng chém ngàn đau này mặt quỷ đầy bi thương thảm thiết hắn cảm nhận được ở phía xa trong thiên địa khí thức của bạch tiểu thuần đang khí thế hung hăng tới gần toàn thân hắn run lên ở trong sự tuyệt vọng cùng buồn rầu, lại triển khai bí pháp, một lần nữa chạy trốn. Gần như ở trong nháy mắt khi hắn biến mất, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần từ hư vô đi ra. Nhìn bốn phía xung quanh một chút, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, quát to lên. "Tiểu quỷ, ẩn nấp thật kỹ, ta tới bắt ngươi đây." Nói xong, hắn lại lần nữa biến mất, men theo cảm giác trong u minh truy kích tới. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua mấy tháng, trong mấy tháng này, sự vui sướng của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn bao trùm ở trên nỗi thống khổ của mặt quỷ hắn gần như mỗi ngày đều tu luyện mệt mỏi sau đó ra ngoài quét ngang một vòng sau khi tìm được mặt quỷ hắn sẽ hung bạo đánh một trận sau đó buộc mặt quỷ không thể không thi triển bí pháp chạy trốn nếu như tâm tình tốt hắn lại truy kích thêm vài lần khiến cho mặt quỷ kia cũng chỉ có thể thi triển bí pháp thêm nhiều lần mà nếu như tâm tình của bạch tiểu thuần không tốt hắn sẽ ngoan độc không ngừng ra tay truy kích cho đến khi bắt được hồn sau đó ném tới bên trong khu vực màn mưa khiến cho tiếng mặt quỷ kêu la thảm thiết mỗi ngày đều truyền ra bên trong thế giới pháp bảo này. Loại cuộc sống này lại rằng có mấy tháng, đối với mặt quỷ mà nói, cả đời này, hắn chưa từng trải qua. Loại đau khổ này, bất luận là thân thể hay tâm thần, đều làm cho hắn cảm thấy muốn chết cũng không thể. Trong sự thê thảm, tu vi của hắn cũng nhanh chóng rơi xuống, đã bị áp chế đến thiên nhân sơ kỳ. Mà tu vi của Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự tu hành không ngừng, vẫn tăng lên. Bất tử huyết của hắn gần đạt được 7 phần, tu vi của hắn cũng không giới hạn, gần tới hậu kỳ đỉnh phong, giống như chỉ còn cách đại viên mãn không xa. Cũng may mấy tháng sau, ở thời điểm khu vực màn mưa gần biến mất, có lẽ là Bạch Tiểu Thuần chơi chán, hoặc là hắn tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Thời gian ra ngoài chậm rãi giảm bớt, khiến cho mặt quỷ kích động, cũng phải rơi lệ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thế giới pháp bảo, trên đại lục thông thiên, cuộc chiến tranh giữa bốn đại nguyên đầu tông môn cùng man hoang cũng đã đến trình độ gai cấn. Tông môn của bốn mạch, bất luận là nguyên đầu, Vùng Trung Du hay Hạ Du đều xuất động gần 5 phần tu sĩ, ở chung vào một chỗ. Số lượng nhiều, trùng trùng điệp điệp, kinh thiên động địa. 5 phần tu sĩ của toàn bộ Đại Lục Thông Thiên đều bước vào man hoang, tiến vào chiến trường, cùng man hoang tiến hành huyết chiến. Nội tình của man hoang không bằng Thông Thiên, khi nghênh chiến, xuất động càng nhiều hơn, các bộ lạc, các gia tộc, tất cả thiên hầu, thậm chí bốn đại thiên vương, mỗi người đều giết tới đỏ cả mắt. Vô cùng thảm khốc, hai bên mỗi bên đều có thiên nhân ngã xuống mỗi lần thiên nhân ngã xuống, đều sẽ làm cho mặt đất và trời cao xuất hiện những tiếng phát nổ mãnh liệt. Điều này còn chưa phải là chủ yếu nhất, bởi vì, sau khi thiên nhân chiến đấu, cường giả bán thần của hai bên đã bắt đầu ra tay. Man hoang bị làm chiến trường, theo bốn đại thiên vương cùng bán thần lão tổ của bốn đại nguyên đầu tông môn ra tay, những tiếng sấm vang vọng toàn thế giới. Bên ngoài, thời điểm khí thế chiến tranh hừng hực, khu vực màn mưa ở thế giới pháp bảo tiêu tan. Trong nháy mắt khi khu vực màn mưa biến mất, Tu vi của Bạch Tiểu Thuần mặc dù không đột phá, nhưng bất tử huyết của hắn đã hoàn toàn đạt tới 7 phần. 7 phần bất tử huyết cường hãn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vừa mở hai mắt ra, toàn thế giới ở trong mắt của hắn dường như đều có sự khác biệt. Dường như ánh sáng trong mắt hắn có thể khiến cho thế giới ảm đạm. Loại cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới dường như tràn ngập sức sống này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có ảo giác. Hình như hiện tại, cho dù mình còn chưa có trường sinh, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Duy nhất chỉ có một điều đáng tiếc là hắn không có đối thủ ở trong này, không có cách nào đi so sánh xem, mình rốt cuộc cường hãn đến mức độ nào. Sau khi mặt quỷ kia bị áp chế suy yếu, hiện tại nhìn thấy được hắn cũng run rẩy. Bạch Tiểu Thuần cố tình đi thử, nhưng hiệu quả không lớn. Chỉ có điều hắn so sánh với mình trước kia, dần dần trong lòng cũng có đáp án. Hôm nay, cho dù ta chỉ dùng 3 phần tu vi cùng lực lượng thân thể, cũng có thể so sánh được với trước kia. Như thế có thể thấy, bán thần, ta nói không chừng cũng có thể đánh một trận. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên cảm giác chờ mong mãnh liệt. Hắn rất chờ mong tới thời điểm rời khỏi thế giới pháp bảo. Sau khi đi ra ngoài, mọi người nhìn thấy được mình sẽ chấn động như thế nào. Chương 1452, Đại Viên Mãn một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ta còn có thể mạnh hơn một chút, Bạch Tiểu Thuần hăng hái bừng bừng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lao thẳng đến khu lửa cuối cùng. Cùng lúc đó, mảnh thế giới này đã mất đi sấm sét mưa cùng với gió, toàn thế giới hình như thay đổi có chút không giống bạch tiểu thuần nói không ra được cụ thể là thế nào nhưng mơ hồ hắn trong lúc nhập định có thể cảm nhận được khí tức của nữ hải nhi nghĩ đến nàng cũng sắp xung hợp xong sau khi bước vào khu lửa ở sâu bên trong núi lửa tràn ngập ngọn lửa này bạch tiểu thuần ngồi xuống khoanh chân bắt đầu lại một vòng tu luyện cùng hấp thu lực lượng thiên địa nồng đậm đập vào mặt sau khi không ngừng hấp thu bất tử huyết của hắn chậm rãi tiến dần về phía tám phần tu vi của hắn cũng dần dần không ngừng tới gần về phía thiên nhân đại viên mãn. Chỉ là, đến trình độ tu luyện của hắn hôm nay, mỗi lần tinh tiến cần hấp thu lực lượng thiên địa đều vô cùng dồi dào. Lúc này hít thở, toàn bộ khu lửa đều chấn động. Sau khi mặt quỷ cảm nhận được khu lửa chấn động, trong lòng càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiện tại, tu vi của hắn đã là thiên nhân sắp ngã xuống. Hắn không có cách nào tưởng tượng được, một khi đến Nguyên Anh, mình bị bạch tiểu thuần hành hạ, có thể thật sự bị đùa chết hay không. Ta muốn đi ra ngoài, Mặt quỷ khóc, hắn lại nhớ tới thiên tôn, lại một lần nữa, hắn phát sinh cảm giác thông hiểu mãnh liệt đối với thiên tôn. Nếu như ta ra ngoài, ta nhất định phải thiên đao vạn quả giết chết bạch tiểu thuần. Mặt quỷ hiểu rõ, chỉ cần mình rời khỏi thế giới pháp bảo này, không bị áp chế, hắn có thể trong nháy mắt lại khôi phục tu vi, đạt được loại trình độ cường hắn có thể đánh với thiên tôn một trận. Đến khi đó, hắn thể phải đem tất cả thống khổ, vô số lần phát tiết ở trên người bạch tiểu thuần. Cứ như vậy, ở trong sự thống khổ của mặt quỷ, ở dưới sự tu luyện của bạch tiểu thuần thời gian trôi qua một năm trong thời gian một năm này mặt quỷ không chết nhưng rất nhiều lần hắn đều cảm thấy mình muốn chết thậm chí khi hắn hồi tưởng lại đều cảm thấy mình có thể qua được một năm này vận khí quá tốt thật ra một năm nay chính hắn cũng không nhớ ra được bạch tiểu thuần tới đánh mình bao nhiêu lần hình như tâm tình bạch tiểu thuần tốt lại đi ra đánh hắn một trận tâm tình không tốt cũng lại đánh một trận đến cuối cùng mặt quỷ cũng bỏ qua thi triển bí pháp mỗi lần bạch tiểu thuần qua hắn lại run rẩy nằm ở nơi đó nhắm mắt lại tùy ý cho bạch tiểu thuần ra tay trong lòng hắn từ lâu đã tuyệt vọng tới mức suy sụp bởi vì hắn phát hiện mình càng phản kháng hình như bạch tiểu thuần này lại càng hưng phấn sau khi mình không phản kháng hứng thú của đối phương hình như cũng chậm rãi giảm bớt hành hạ như vậy coi là từ một năm trước hiện tại ở chung một chỗ đã hơn hai năm hắn bị hành hạ ở trong thần hồn cũng để lại bóng ma sự sợ hãi đối với bạch tiểu thuần đã không có cách nào hình dung Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này là tồn tại khủng khiếp mà cả đời này hắn gặp phải. Hắn quá nhiều lần hối hận, hắn hối hận mình không nên tới gần Bạch Tiểu Thuần, năm đó lúc quỷ mẫu rời đi, mình lại càng không thể ngốc tới mức lựa chọn lưu lại. Hắn cảm thấy, đây là quyết định sai lầm nhất trong cả đời của mình. Phải biết rằng, ở trong thế giới lớn bên ngoài, cho dù hắn bị quỷ mẫu bắt được, quỷ mẫu cũng chưa từng hành hạ đối với hắn như vậy, chỉ là treo hắn lên, uy hiếp kẻ địch. Hắn thậm chí thật nhiều lần cũng đã nghĩ mình trước đây còn không bằng bị thiên tôn bắt đi thật sự không có cách nào dự đoán được mình trốn ra khỏi sự khống chế của quỷ mẫu trốn tránh không bị thiên tôn bắt cuối cùng lại lạc vào trong tay bạch tiểu thuần khủng khiếp này hắn thật sự nhiều lần muốn chết thật ra loại cảm giác chán nản đến từ thần hồn này khiến cho hắn mặc dù đi hồi tưởng lại thời huy hoàng đã qua của mình cũng vẫn không có cách nào giảm bớt được sự suy sụp trong lòng đây là một tồn tại giống như yêu nghiệt vậy mỗi lần mặt quỷ nghĩ đến bạch tiểu thuần trong lòng cũng sẽ run rẩy dâng lên cảm giác như vậy Đối với với sự tuyệt vọng của mặt quỷ, cùng với thái độ không phản kháng nữa này, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng ra tay. Nhưng thật sự hắn đánh rất thoải mái, loại cảm nhận xoay người làm chủ nhân này, khiến cho hắn nhiều lần ban đầu vốn không muốn đánh, nhưng... Vừa nghĩ tới chuyện, đối phương trên thực tế là một cường giả chuẩn thái cổ, lại đã từng không ngừng truy sát mình, mình thiếu chút nữa ném mất cái mạng nhỏ, hắn lại không nhịn được, vẫn ra tay. Lại nói tiếp, đời này của ta, coi như là truyền kỳ. Từng vỗ đầu của bán thần đầu, Từng vỗ đầu của Thiên Tôn, ngay cả truyền thái cổ cũng bị ta đánh tới không dám phản kháng. Trong sự xúc động cảm thán của Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm nhận được tu vi của mình ở một năm nay đã càng thêm cường hãn. Khu lửa đã từng có hỏa diễm tràn ngập, hiện tại biển lửa tiêu tan gần như 9 phần. Số còn dư lại không có mấy, tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng đã sắp đột phá, bất tử huyết đều gần tới 8 phần. Hắn có trực giác, sau khi mình hấp thu ngọn lửa trong biển lửa tràn ngập này, tu vi của hắn nhất định sẽ đột phá, trở thành thiên nhân đại viên mãn. Cùng lúc đó, trong một năm này, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được khí thức của nữ hài nhi càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mơ hồ đoán được, nữ hài nhi dung hợp pháp bảo, giống như theo mình cắn nuốt lực lượng thiên địa của bốn khu vực lớn, cũng gián tiếp tăng nhanh không ít. Khi tu vi của ta lúc đột phá, khi khu lửa này biến mất, chính là thời khắc nữ hài nhi hoàn toàn dung hợp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, sau khi hít một hơi thật sâu, hai tay hắn bấm quyết, vung mạnh về bốn phía xung quanh nhất thời biển lửa còn sót lại ở bốn phía xung quanh lập tức cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lao về phía bạch tiểu thuần chớp mắt lại nhấn chìm bạch tiểu thuần ở bên trong nhưng biển lửa này hoàn toàn không có cách nào tổn thương được tới hắn trong biển lửa chìm ngập này không ngừng hóa thành lực lượng thiên địa nồng đậm theo lỗ chân lông trên toàn thân bạch tiểu thuần không ngừng chui vào đi vào hội tụ ở trong kinh mạch vận chuyển toàn thân ở dưới sự điều động của bạch tiểu thuần bỗng nhiên trùng kích về phía vân lôi nhân tổ thập nhất biến chương 1453, Đại Viên Mãn. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com 9 biến đầu của Vân Lôi Nhân Tổ, một khi tu thành, chính là thiên nhân hậu kỳ. Thập biến cùng thập nhất biến, là cảnh giới trong truyền thuyết. Tu luyện rất khó, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng nhờ trước đó có Nhật Nguyệt Trường không phối hợp lại, Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến của hắn có thể nói là tự nhiên thành. Hiện tại hắn phải đột phá, chính là biến cuối cùng của Vân Lôi Nhân Tổ. Một khi thành công, bên trong con mắt phải của hắn sẽ hình thành một mặt trời, cùng với Nguyệt Ngân ở trong mắt trái, phát ra lực lượng trung cực của vân lôi nhân tổ. Lực lượng này vì là ghét cùng nhật nguyệt trường không, mặc dù cùng vân lôi tử phán đoán có chút tranh lệch, nhưng vẫn còn vượt qua cực hạn của bộ công pháp này, đạt tới mức độ cho dù là người sáng tạo ra phương pháp này, tâm thần cũng phải chấn động. Vân lôi, trong mắt bạch tiểu thuần lộ ra kỳ quang, trong miệng thì thào. Biển lửa, bốn phía xung quanh nổ lớn, càng nhiều lực lượng thiên địa phát ra dao động, lao đến nhân tổ theo âm thanh của bạch tiểu thuần âm thanh bên trong biển lửa hoàn toàn chấn động thế giới pháp bảo thân thể hắn run rẩy khí thức của hắn lại lộ ra vào giờ phút này tu vi trong cơ thể hắn không ngừng bạo phát thậm chí mắt phải của hắn giống như hóa thành một hố đen hắn hít một hơi mạnh mẽ cắn nuốt tất cả hỏa diễm ở bốn phía xung quanh nhất thời biển lửa này trong phút chốc đã hoàn toàn dung nhập vào trong mắt phải của bạch tiểu thuần khi bên trong toàn bộ khu lửa này lại hoàn toàn không có chút hỏa diễm nào thậm chí khu lửa bởi vậy mà tiêu tan trong nháy mắt âm thanh của bạch tiểu thuần lộ ra vẻ lo lắng thập nhất biến âm 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 thế giới chấn động thiên địa nổ lớn ở một tích tắc này mắt phải bạch tiểu thuần sáng ngời đến cực hạn hình thành một vòng mặt trời cũng ở trong một tích tắc này tu vi của hắn hoàn toàn bạo phát trực tiếp lại mạnh mẽ đột phá từ thiên nhân hậu kỳ bước vào đến thiên nhân đại viên mãn một khí thế viên mãn ở trên người bạch tiểu thuần không ngừng cuột khởi cuốn lên toàn thế giới khiến cho hư vô của địa phương pháp bảo này chấn động trong mặt quỷ run rẩy mặt đất dường như run rẩy trời cao cũng vặn vẹo từ từ rốt cuộc trên khoảng không hiện ra một gương mặt cực lớn gương mặt này không phải là bạch tiểu thuần mà là nữ hải nhi nàng từ từ nhắm hai mắt lại hình như dung hợp khí linh đúng như là bạch tiểu thuần phán đoán trước đó lúc này đã đến giây phút cuối cùng bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu thời điểm đứng lên hắn không có nhìn gương mặt của nữ nhi trên khoảng không của bầu trời mà chậm rãi nâng tay phải lên chợt sờ xuống Thân thể hắn truyền ra những tiếng rắc rắc, trong một chớp mắt này, máu ở trong toàn thân chợt tăng nhanh tốc. Độ lưu chuyển dần dần một màu đỏ từ trong cơ thể hắn tản ra, khuếch tán cho đến toàn thân, khiến cho hắn giống như trở thành một vị huyết thần. Một uy áp không có cách nào hình dung, ở trên thân thể hắn ầm ầm phát ra, giống như có thể trấn áp thế giới, trấn áp tất cả. Giờ phút này, nếu như có đệ tử huyết khê tông nhìn thấy được hắn, nhất định sẽ tâm thần run rẩy, có loại ảo giác, giống như thấy được huyết tổ bất tử huyết, 8 phần 10, cùng lúc đó, ở bên ngoài thế giới pháp bảo, chiến tranh giữa đại lục thông thiên cùng man hoang, cũng càng thêm kịch liệt. Bốn mạch tông môn thông thiên đã xuất động gần 7 phần tu sĩ. Số lượng tu sĩ như vậy, sau khi hội tụ vào một chỗ, hình thành bốn đại quân đoàn, giống như bốn mũi tên nhọn xuyên qua tất cả, trực tiếp đâm vào bên trong man hoang, dễ dàng giống như bẻ cành cây khô, khiến cho man hoang vốn nhân thể yếu, cũng không cách nào kiên trì trận địa được nữa, bắt đầu tháo chạy. Bốn đại thiên vương ra tay, cũng vẫn không có cách nào cải biến được tình hình cuộc chiến. Ở dưới thần thông bán thần lão tổ của bốn đại nguyên đầu tông môn Thông Thiên, không thể không nhường ra từng mảnh khu vực, khiến cho chiến tuyến bị chặn lại, do đó đổi lấy được cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, ngưng tụ ra càng nhiều lực để phản kích. Lùi lại một bước này, lại là cả ba phần khu vực cẩu man hoang. Công kích của bốn đại nguyên đầu tông môn vẫn mạnh mẽ, từ phương hướng bốn phương hướng hình thành sự bao vây đối với toàn bộ man hoang. Cuộc chiến tranh tiếp theo chính là không ngừng thu nhỏ vòng vây, khiến cho phạm vi của man hoang càng lúc càng nhỏ. Mãi cho tới khi đạt được trình độ nhất định, sẽ triển khai trận quyết chiến cuối cùng. Có thể nói, thời gian chiến tranh lần này ít hơn nhiều so với trước kia. Nhưng mức độ thảm khốc, quả thực vượt qua tất cả. Vốn sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy, nhưng lúc này đây, một mặt là ý chí của thiên. Tôn vô cùng kiên định, khiến cho bốn lớn nguyên đầu tông môn, cũng không thể không vận dụng toàn lực đi chiến đấu. Về phương diện khác, lại là người canh giữ lăng mộ giả dạ yếu, đã không có cách nào tiến hành bảo vệ đối với man hoang giống như năm đó. Minh Hoàng mới nhậm chức, còn không có hoàn toàn trưởng thành được, chỉ có thể bị động. Bởi vậy, mức độ thảm khốc của cuộc chiến tranh này tất nhiên vượt qua trước kia. Mà theo vòng vây xuất hiện, theo thế lực của man hoang không ngừng giảm bớt, cuộc chiến tranh giữa các thiên nhân yên tiếp phát sinh. Tử thương cũng càng thêm nhiều hơn, đến mới nay thôi, thiên nhân hai bên chết trận đều đã vượt quá 10 vị thậm chí giữa bán thần cũng thường xuyên xuất hiện những cuộc tranh đấu sinh tử. Mặc dù đến nay còn không có bán thần ngã xuống, nhưng dựa theo cục diện chiến tranh lúc này, sợ là không bao lâu, bán thần ngã xuống, cũng không phải là không có khả năng. Hôm nay màn hoàng tử vong vô cùng nghiêm trọng, từng người trong các bộ lạc bị diệt tộc, trở thành thi hài. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặt đất man hoang chiến hỏa ngập trời. So với những điều này, quân đoàn của bốn đại thiên vương đều giống như vậy. Mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại chỉ có thể cắn răng đi chiến đấu. Thật ra trận chiến tranh này đã biểu lộ ra kết cục sau cùng của hai bên, tất nhiên là một bên hoàn toàn hủy diệt. Không chấp nhận đầu hàng, không chấp nhận khuất phục, lựa chọn duy nhất có thể lại là tử vong. Đây là thái độ của Thiên Tôn, thái độ dành cho người canh giữ lăng mộ. Hoặc là mở ra cánh cửa của thế giới, hoặc là ta sẽ tàn sát tất cả huyết mạch khôi hoàng, tàn sát tất cả tu sĩ của man hoang. Chương 1454, thế cục nghiêm trọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cùng lúc đó, trong cuộc chiến tranh này, Man Hoàng cũng có từng thiên kiêu, bởi vì vậy mà quật khởi. Bất luận là công tôn dịch hay chu hoành, lại hoặc là trần mạn giao, hứa san, đều ở dưới thử thách chiến tranh này. Trong thời gian ngắn ngủi trải qua sinh tử, ở trong mưa máu dần trưởng thành lên. Nhất là hồng trần nữ lại càng như vậy, nàng thống lĩnh toàn bộ quân đoàn cự quỷ, cùng tinh không đạo cực tông triển khai cuộc chiến kịch liệt, khiến cho ba mạch thông thiên nguyên đầu tông môn khác, đều kinh hãi ghé mắt nhìn mà tông môn thông thiên cũng giống như vậy. Ở dưới chiến hỏa này, mỗi một người kinh diễm tuyệt luân không ngừng nổi lên, ở trong chiến tranh này, tản ra thần thái lóa mắt. Giống như, toàn thế giới là một đóa hoa đầy sức sống sắp héo rũ. Ở thời điểm hủy diệt cuối cùng này, sử dụng sức lực cuối cùng, giống như phù dung sớm nở tối tàn, muốn phóng ra tất cả ánh sáng. Bất luận là thiên nhân, hay nguyên anh, lại hoặc là kết đan, đều như vậy. Nghịch Hà Tông cũng như vậy, Tông Khuyết, Thượng quan Thiên Hiếu, Hứa Bảo Tài, còn có linh khê lão tổ thành tựu thiên nhân, tất cả đều như vậy. Gần như mỗi ngày, đều có người tử vong, mặt đất man hoang không nói tất cả trở thành huyết sắc, nhưng đứng trên bầu trời nhìn lại, đã có không ít. Nơi, bùn đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc này, ở bên trong khu vực khi cử quỷ vương phụ trách, trong một chỗ sơn cốc, lại có một hồi chiến tranh quy mô nhỏ, đang bạo phát. Người phía bên thông thiên chịu trách nhiệm về trận chiến này, chính là mấy đại tông môn vùng Trung Du. Trong đó Linh Khê Lão Tổ của Nghịch Hà Tông, cũng ở trong đó còn có tống quân uyển thiết đàn đều đang ở bên trong đoàn người bọn họ không muốn chiến đấu thậm chí cũng cảm nhận được quân đoàn cự quỷ của man hoang giống như không có sát tâm gì đối với bọn họ nhưng chiến tranh bạo phát ý nguyện của nghịch hà tông không thể hay đổi được ở dưới dòng nước lũ này nghịch hà tông cho dù không muốn cũng không khỏi phải tham dự vào mà thống lĩnh bọn họ lại là bạch chấn thiên của tinh không đạo cực tông lúc này hai mắt hắn đỏ đập hít thở rồn rập mặc dù từ trên đại thế thông thiên chiếm chủ đạo nhưng khó tránh khỏi ở trong một ít chiến tranh quy mô nhỏ, sẽ bị man hoang cắt qua, tiến hành chém giết. Bọn hắn hôm nay chính là như vậy, ở trong sơn cốc này, trong sự mai phục của quân đoàn cự quỷ, đã hoàn toàn bị bao vây. Thậm chí bọn họ đã nhiều lần thử đột phá, đều chỉ là chuyện vô bổ. Bên kia của sơn cốc, hồng trần nữ mệt mỏi đứng ở nơi đó, từ phía xa nhìn những tu sĩ thông thiên bên trong sơn cốc. Trong mắt nàng mang theo sự phức tạp, trên thực tế, từ khi khai chiến tới nay, nàng rất nhiều lần đều tránh va chạm cùng nghịch hà tông nhưng theo chiến tranh nhiều lần nàng cho dù cố tình cũng dần dần không có lực lúc này trong sự trầm mặc hồng trần nữ nhìn về phía bên cạnh ở bốn phía xung quanh nàng mỗi tu sĩ trong quân đoàn cự quỷ đều thở dốc trong mắt bọn họ mang theo huyết hải thâm cừu nhìn chằm chằm vào sơn cốc chỉ cần hồng trần nữ ra lệnh một tiếng bọn họ lại sẽ trực tiếp nước tới không chỉ là bọn họ ở bên cạnh hồng trần nữ còn có mấy thiên hầu và hai vị thiên công đến từ khôi hoàng thành cho dù thân phận của bọn họ cao hơn hồng trần nữ nhưng hôm nay trong lúc chiến tranh, thân là thống lĩnh quân đoàn của cự quỷ, mệnh lệnh của Hồng Trần Nữ, bọn họ vẫn phải tuân theo. Cảm nhận được trong ánh mắt của mọi người ở bốn phía xung quanh bắn ra ý chí chiến đấu. Hồng Trần Nữ nhắm mắt lại, nàng biết, sinh tử của mọi người bên trong sân cốc đều ở trong một ý niệm của mình. Một lát sau, lúc mở mắt ra, nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng. Những người khác có thể giết, nghịch hà tông, có thể buông tha được thì buông tha đây là lần đầu tiên nàng rõ ràng nói ra muốn buông tha cho nghịch hà tông như vậy theo lời nói truyền ra lập tức mọi người ở bốn phía xung quanh lại dâng lên những tiếng xôn xao từ mạch đạo hiếu lão phu không biết ngươi vì sao thiên vị nghịch hà tông nhưng với cục diện ngày hôm nay một khi bên ta có lo lắng đến lúc đó chạy trốn đã có thể không chỉ là nghịch hà tông một vị thiên hầu trong khôi hoàng thành bất mãn mở miệng thời điểm lời hắn nói vang vọng những thiên hầu khác ở bên cạnh nhíu mày nhìn về phía hồng trần nữ Duy nhất chỉ có hai vị thiên công kia, dường như suy nghĩ tới điều gì. Nghịch Hà Tông là tông môn của Bạch Tiểu Thuần, nếu như các người không quan tâm tới lửa giận của Bạch Tiểu Thuần, có thể đại sát. Trong mắt Hồng Trần Nữ lộ ra ánh sáng sắc bén, thản nhiên mở miệng. "Bạch, Bạch Tiểu Thuần, Thiên Hầu đã lên tiếng trước đó, sau khi nghe được cái tên Bạch Tiểu. Thuần này, toàn thân chợt run lên, hắn hít một hơi lạnh, năm đó, chuyện Bạch Tiểu Thuần hóa thân Bạch Đại, hiện tại ở Man Hoang đã không tính là bí mật gì cả." thân thể các thiên hầu khác cũng run lên, trong đầu bọn họ hiện ra từng cảnh tượng năm đó Bạch Tiểu Thuần ở trong khôi hoàng thành. Thậm chí mấy người bọn họ cũng thiếu chút nữa bị xét nhà. Năm đó ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đều phải lộ ra sự cung kính. Càng không cần phải nói bọn họ đã biết được, vị Bạch Tiểu Thuần kia lại là sư tôn của Minh Hoàng. Vài người nhìn nhau một cái, cười khổ, tất cả đều không tiếp tục mở miệng nữa, mà tuân theo mệnh lệnh của Hồng Trần Nữ. Chiến tranh, theo từng tiếng gào thét xít gào, bỗng nhiên được triển khai ở bên trong sơn cốc này. Không chỉ nơi đây như vậy, ở trên đại địa man hoang, loại chiến tranh quy mô này, chỗ nào cũng có. Hồi lâu, khi chiến tranh bên trong sơn cốc kết thúc, nhìn thấy mọi người của nghịch Hà Tông được Linh Khê Lão Tổ bảo vệ, từ từ đi xa, Hồng Trần Nữ lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần, người vì sao còn chưa có xuất hiện? Là không biết nên lựa chọn như thế nào sao? Hồng Trần Nữ thì thào nói nhỏ, sau khi than nhẹ một tiếng, nàng xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thế giới pháp bảo, theo bất tử huyết đến 8 phần, theo tu vi đột phá đến thiên nhân đại viên mãn, khí thế của hắn không ngừng tăng vọt, khiến cho thế giới pháp bảo cũng đang chấn động. Loại khí tức cường hãn này vượt xa thiên nhân đại viên mãn tầm thường. Giống như Trần Hảo Tùng của Man Hoang, mặc dù cũng là thiên nhân đại viên mãn, nhưng nếu so sánh cùng Bạch Tiểu Thuần hôm nay, lại giống như con đom đóm so sánh cùng trăng sáng. Chương 1455, ta nhẫn một chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com cũng không biết bên ngoài thế nào bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu nhìn khu lửa ở bốn phía xung quanh biến mất nhìn toàn bộ bên trong thế giới pháp bảo không còn lực lượng thiên địa ý nghĩ muốn rời đi của hắn lại càng thêm mãnh liệt lúc ngừng đầu ánh mắt hắn rơi vào trên gương mặt của nữ hải nhi trên trời cao lấy thần thức của bạch tiểu thuần lúc này đã cảm nhận được rõ ràng tối đa 3 ngày nữ hải nhi sẽ hoàn toàn hoàn thành dung hợp đối với thế giới pháp bảo này Ba ngày, trong tiếng Bạch Tiểu Thuần thì thào, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía mặt đất ngoài xa. Nơi nào, chính là chỗ mặt quỷ ẩn thân. Lão quỷ này tuy bị áp chế suy yếu, nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn ẩn chứa sức sống rất kinh người. Một khi rời khỏi nơi này, sẽ trong nháy mắt khôi phục tu vi. Những sức sống này cũng không thể lãng phí, nói không chừng có thể mượn sức sống của hắn, khiến bất tử huyết của ta tiếp tục được nâng cao thêm một ít. Nếu như đạt được 10 phần, ta có cảm giác ta có thể hoàn toàn điều khiển phương pháp thần sát bạch tiểu thuần nghĩ tới đây nhất thời trong lòng nóng như lửa hắn vỗ nhẹ vào vĩnh giả tán trong túi đựng đồ cất bước đi về phía chỗ mặt quỷ bạch tiểu thuần vạn ác này cuối cùng đã đột phá tu vi thời khắc này mặt quỷ nằm ở chỗ ẩn thân ngơ ngác nhìn bầu trời hắn thấy được gương mặt của nữ hài nhi ở trên trời cao khẽ thở ra một hơi trong lòng hắn dâng lên sự bi ai đồng thời còn có kích động hắn cảm thấy mình có thể sống qua được mấy năm nay thật sự rất không dễ dàng gì hiện tại theo Bạch Tiểu Thuần đột phá, theo lực lượng thiên địa ở bốn khu vực lớn đều đã biến mất, theo mặt quỷ thấy, thời khắc mấu chốt quyết định tất cả đã đến. Hồn này gần như đã trở thành khí linh, đến khi đó, thế giới pháp bảo này bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Mà tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này nhất định sẽ bảo khí linh mở ra pháp môn, do đó rời khỏi đây. Trong lòng mặt quỷ tràn đầy kích động cùng chờ mong, hắn biết, đây là cơ hội duy nhất để mình rời khỏi nơi này. Nếu có thể nắm chặt, như vậy một khi ra ngoài, hắn tin tưởng bản thân mình có thể trong nháy mắt khôi phục lại tu vi đến khi đó hắn thể nhất định phải khiến cho bạch tiểu thuần hối hận vì đã sống ở trên thế giới này mà điều hắn cần làm chính là ở trong quá trình này sử dụng cố gắng lớn nhất khiến cho bạch tiểu thuần tin tưởng chính mình cả người lẫn vật đều vô hại thậm chí hắn cũng đã nghĩ xong đối phương nhất định sẽ tìm một ít biện pháp tới điều khiển mình hắn cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp nhưng trên thực tế hắn có lòng tin lấy bí pháp của mình chỉ cần đi ra ngoài, nhất định có thể phá vỡ tất cả cấm chế ràng buộc. Chỉ có điều cũng không thể đặt hy vọng ở trên người tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này. Vạn nhất người này đầu bị hỏng, không nhìn ra được giá trị của ta, cũng không có thao túng ta, dự định dẫn ra ngoài. Ta cũng không sợ, sâu bên trong mắt của mặt quỷ, có ẩn nấp vài hàn quang tối tăm lóe lên lập tức biến mất. Trên thực tế, từ hai năm trước hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Trong hai năm này, tu vi của hắn tuy bị áp chế đến Nguyên Anh, nhưng lại âm thầm không ngừng sử dụng lực thần hồn của chính mình tích lũy lại. Hiện tại hắn đã ngưng tụ ra lực một đòn, lực một đòn này cũng không phải thể hiện ở trên phương diện chiến lực mà là phương pháp Nazi. Mặc dù sẽ tiêu hao gần như một nửa thần hồn của hắn, nhưng hắn có thể nắm chắc, một khi Bạch Tiểu Thuần có ý nghĩ không muốn dẫn mình đi, như vậy cánh cửa của pháp bảo mở ra trong nháy mắt, hắn sẽ không chậm trễ chút nào thi triển bí pháp này, ngưng tụ lực một đòn, hóa thành tốc độ kinh thiên, trực tiếp Nazi ra ngoài. Hai loại chuẩn bị bất kể là loại nào cũng có thể khiến cho ta thuận lợi chạy ra ngoài, khôi phục tu vi. Bạch Tiểu Thuần, người chờ đấy cho ta, trong lòng mặt quỷ không kìm chế được kích động, nhưng rất nhanh thần sắc lại biến đổi. Hắn tới rồi, mặt quỷ hít vào một hơi, hắn nhận thấy được ở phía xa, khí thức của Bạch Tiểu Thuần này thật kinh người, đang ẩm ẩm tới gần. Trong lúc run rẩy hắn vội vàng áp chế sự kích động, lộ ra một biểu tình đờ đẫn, kinh ngạc nhìn bầu trời, khiến người ta cảm giác giống như hắn đang trong sự tuyệt vọng lộ ra trên thực tế trong lòng hắn đang cẩn thận đến cực hạn. Không bao lâu, thiên địa chấn động, hư vô vặn vẹo. Bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần bước một bước tới, lại xuất hiện ở giữa không trung. Hắn đứng, nơi đó, ngạo nghễ ngẩng đầu, tay áo khẽ vung lên, thản nhiên mở miệng. Tiểu quỷ, có chuyện cần ngươi tới hỗ trợ, nghe đối phương lại có thể gọi mình là tiểu quỷ, trong lòng mặt quỷ co. Giật vài cái, nhưng hắn cũng không dám lộ ra hoàn toàn, vẫn là bộ dạng giả vờ ngây ngốc, mờ mịt nhìn về hư vô phía xa nhìn thấy được bộ dạng mặt quỷ như thế rằng có hơn 2 năm, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn suy nghĩ thấy hôm nay mình còn chưa đủ lực chấn áp, vì vậy trừng mắt. Tiểu quỷ, ngẩng đầu lên, Bạch Tiểu Thuần khẽ quát một tiếng, nhất thời sóng dao động của một tu ví thiên nhân đại viên mãn ầm ầm tản ra, lập tức khiến thế giới này biến sắc. Ý chí của hắn cũng không ngừng khuếch tán ra ở bên trong thiên địa tám phương. Chí cường hãn này dường như có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới pháp bảo. Ở bên trong còn ẩn chứa biến hóa kỳ lạ nào đó. Dường như bạch nhất cử nhất động của tiểu thuần đều ẩn chứa pháp tắc của thế giới. Ánh mắt hắn còn giống như mắt của trời cao, uy áp trên người giống như thiên uy chân chính, thậm chí sẽ cho người ta một loại ảo giác, hình như sự hiện hữu của hắn chính là hóa thân của thiên địa này. Trên người của hắn còn xuất hiện một tầng ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này giống như cho bạch tiểu thuần mặc vào một bộ y phục, khiến cho hắn đứng trên bầu trời, không thể không chú ý tới. Biến hóa này người ngoài có thể không nhìn thấy rõ quá nhiều nội tình. Chỉ khi ở cảm nhận sẽ phải kính sợ, nhưng khi mặt quỷ nhìn lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là Trời tùy theo ý người, thế giới y, trong lòng mặt quỷ thầm run lên, trời tùy theo ý người, đây là sau khi đạt đến cực hạn của cảnh giới thiên nhân mới xuất hiện một loại trạng thái này. Ở dưới trạng thái này, giống như tu sĩ cùng trời đất hoàn toàn dung hợp lại với nhau, ý chí của hắn chính là ý chí của trời cao, suy nghĩ của hắn chính là ý nghĩ của thế giới. Chương 1456, ta nhẫn 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này, tư chất của hắn kinh người, cũng không phải mỗi một thiên nhân đều có thể đạt được cảnh giới trời tùy theo ý người. Cũng không phải mỗi một cảnh giới tùy theo ý người đều có thể ngưng tụ ý chí ra thế giới y. Đây là thời điểm thiên nhân chỉ có sắp tới đột phá cảnh giới, bước vào bán thần cảnh mới có thể xuất hiện biến hóa. Trong lòng mặt quỷ vô cùng phức tạp, lại càng nhiều cay đắng. Hắn biết, sau trời tùy ý người, chính là cảnh giới bán thần. Nếu như nói cảnh giới thiên nhân là dung hợp ý chí của bản thân cùng trời đất, mượn thiên địa tới thể hiện ra, như vậy bán thần. Chính là một mình mở ra một thế giới vậy. Sau khi linh hồn hóa thành thần hồn, ý chí của bán thần sẽ tranh cùng trời đất phát sáng, cho tới khi đạt tới cực hạn, có thể áp chế được thiên địa xuống. Chú ý tới trong mắt của mặt quỷ vốn lộ vẻ mờ mịn này, lúc này lại xuất hiện một tia chấn động kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Loại cảm giác bị người khác chú ý này, nhất là khiến cho một người thích giết chóc có thể đánh một trận cùng thiên tôn trước đó còn kêu đánh kêu giết đối với mình phải chấn động khiến cho hắn rất đắc ý lúc này thoáng một cái bạch tiểu thuần lại xuất hiện ở bên cạnh mặt quỷ tay phải vỗ vào túi đựng đồ có ánh sáng màu đen lóe lên vĩnh giả tán lại xuất hiện ở trong tay bạch tiểu thuần ta hiện tại tu luyện vẫn thiếu một chút sức sống người đường đường là chuẩn thái cổ sức sống nhiều như vậy cho ta mượn một chút ta nghĩ người chắc chắn sẽ không cự tuyệt đâu bạch tiểu thuần liếm môi một cái nhìn mặt quỷ run lẩy bẩy. Vĩnh giả tán lại đâm mạnh tới, toàn thân mặt quỷ chấn động, cố tình phản kháng cùng dẫy dụa, nhưng lại chỉ là vô dụng. Nhất là khi hắn nghĩ đến cánh cửa của pháp bảo gần mở ra. Vì vậy trong lòng thầm cắn răng, biến tất cả phát điên hành chờ mong sau này sẽ báo thủ đối với Bạch Tiểu Thuần. Hắn lặng lẽ nhắm hai mắt lại, ta nhịn, còn có ba ngày, ta nhịn hai năm, cũng không thiếu ba ngày này. Nhưng mặt quỷ này vẫn xem thường khả năng cắn nuốt sức sống của vĩnh giả tán, sau khi vĩnh giả tán đâm vào trong cơ thể mặt quỷ nhất thời một lực hút kinh người lại trong dây lát từ trên vĩnh giả tán bạo phát ra mặt quỷ vốn đã nhắm mắt lại nhưng trong nháy mắt lại chợt mở ra trong mắt hắn lộ ra vẻ không có cách nào tin tưởng được còn có tiếng kêu buồn bã thảm thiết không nhịn được truyền ra trong một chớp mắt này sức sống của hắn rốt cuộc giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương căn bản là không khống chế được lao thẳng đến chỗ của vĩnh giả tán trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi lại có thể lại rút đi một 2% sức sống trong toàn thân hắn. Hắn khiếp sợ lập tức tính phản kháng, nhưng vừa nghĩ tới 3 ngày sau, khí linh thức tỉnh, hắn lại run rẩy, tự nói với mình. Ta nhịn, sức sống nồng đậm như vậy, theo vĩnh giả tán trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt sáng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, hắn biết sức sống của mặt quỷ này không, tầm thường, nhưng vẫn bị sức sống nồng đậm kia đối phương làm cho vui mừng một chút. Theo lực sinh cơ trào vào trong cơ thể, tám phần mười bất tử huyết trong toàn thân hắn đều đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng cắn nuốt sức sống, sau đó nhanh chóng lan tràn ra. Cảm nhận bất tử huyết biến hóa, Bạch Tiểu Thuần vừa vui sướng mím môi, vừa liếc mắt nhìn mặt quỷ. Gia hỏa này lại là một viên sinh cơ đan, không biết có thể nuốt vào hay không. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất động tâm, hắn đâm vĩnh giả dạ tán vào sâu hơn một ít, lực hút cũng theo đó tăng mạnh, dưới sức sống trôi qua, đau thương trong lòng mặt quỷ càng thêm mãnh liệt hắn phát hiện sức sống của mình lúc này rốt cuộc đã bị hút đi một phần điều này khiến cho hắn hoảng loạn thời điểm hắn vừa muốn dấy ruộng, chợt nhìn thấy ánh mắt của bạch tiểu thuần hắn lại run rẩy một cái ra hỏa này muốn ăn ta trời ạ à, hắn làm sao có thể có ý nghĩ như vậy được đáng chết bình thường đều ta ăn người khác mới đúng ta ta nhịn mặt quỷ sợ thiếu chút nữa hồn phi phách tán cũng may sau khi bạch tiểu thuần suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy có phiêu lưu không bằng vĩnh giả tán dùng tới vẫn ổn thỏa hơn lúc này hắn mới tiếc nuối bỏ đi ý định muốn ăn mặt quỷ này nhưng hắn lại không biết ý nghĩ trong lòng hắn theo ánh mắt tản ra đã khiến cho mặt quỷ sợ suýt nữa tan vỡ thời gian trôi qua rất nhanh sức sống của mặt quỷ đã bị bạch tiểu thuần hút đi gần bốn phần thần hồn của mặt quỷ cũng đã trở nên bất ổn lúc này hắn mệt mỏi đến cực hạn thật ra rất nhiều lần hắn đều muốn vùng lên phản kháng nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt của bạch tiểu thuần trước đó hắn lại run rẩy lại khuyên mình đi nhẫn nhịn cho đến sau khi bị hút đi bốn phần, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng ngừng lại, không để ý tới mặt quỷ nữa. Hắn cầm vĩnh giả tán rời đi, sau khi tìm một nơi, hắn bắt đầu ngồi tĩnh tỏa hấp thu. Mặt quỷ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn bi ai nhìn toàn thế giới, trong lòng chờ mong ba ngày này mau chóng qua. Bạch, Tiểu, Thuần, chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải hút đi sức sống của ngươi. Ta phải mấy lần hút trở về, ngươi lại muốn ăn ta, ngươi còn là người nữa sao, ta phải ăn ngươi. Trong thời điểm mặt quỷ ở đây ủy khuất phát điên nguyền rủa xin thề, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa. Sức sống trong cơ thể hắn bạo phát ra cuồn cuộn ngập trời, không ngừng bị máu toàn thân hút đi. Bất tử huyết của hắn đang nhanh chóng lan tràn, dần dần, từ ban đầu là 8 phần 10, từng bước tiến tới gần 9 phần. Rất nhanh, một ngày trôi qua, khi sáng sớm ngày hôm sau đến, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đang khép chặt, bỗng nhiên mở ra, trong mắt của hắn có huyết quang chợt lóe lên, ở trong một tích tắc này thân thể hắn còn truyền ra những tiếng ầm ầm một khí thế còn muốn cường hãn hơn so với trước ở trên người hắn chưa tản ra thậm chí hư vô ở bốn phía xung quanh hắn cũng trở nên vặn vẹo hình như không có cách nào tiếp nhận nổi toàn thế giới đều đang run rẩy một lực khí huyết tràn đầy đến cực hạn giống như hỏa diễm trong đêm tối khiến cho thiên địa này chấn động chín phần thần sắc bạch tiểu thuần kích động sau khi chậm rãi đứng dậy trong mắt của hắn mang theo vẻ vui mừng như điên hắn cảm thụ một chút cảnh giới bất tử huyết giờ phút này máu trong cơ thể hắn tuy là màu đỏ nhưng xương lại hoàn toàn trở thành màu vàng. chương 1457, Thân thể bán thần một Chuyện được thực hiện bởi audio com Loại miêu tả về bất tử quyền này là thiên địa diệt thân thể bất diệt, lúc này hiện lên ở trong lòng, khiến cho hơi thở của Bạch Tiểu Thuần càng thêm rồn rập. Cùng lúc đó, hắn càng cảm nhận được thời khắc này, không chỉ thân thể mình cường hãn đến trình độ khủng bố, sự khôi phục sức khỏe của hắn dường như cũng kinh thiên động địa. Trừ khi không ai có thể trong nháy mắt giết chết ta, nếu không tất cả thương thế, ta cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn khôi phục lại. Trời ạ, à, điều này cũng quá mạnh mẽ đi, tim bạch tiểu thuần đập rộn lên, hắn càng thêm mong chờ đối với 10 phần bất tử huyết. 9 phần đã như vậy, nếu như bất tử huyết đại viên mãn, bạch tiểu thuần nghĩ tới đây, làm sao có thể còn kìm chế được sự kích động. Hắn không chậm chế chút nào, thoáng một cái bay ra, lao thẳng đến chỗ ở của mặt quỷ. Mặt quỷ vốn cho rằng cơn ác mộng đã kết thúc, hắn đang không ngừng nguyền rủa, không ngừng thể thốt nhưng rất nhanh sắc mặt hắn lại điên cuồng biến đổi hắn nhìn bạch tiểu thuần từ trên trời hạ xuống nhìn vĩnh giả tán trong tay đối phương nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt đối phương trong lòng hắn lại run rẩy bi thương thảm thiết hét lên một tiếng không cần âm một tiếng theo vĩnh giả tán đâm vào sự bi thương và thảm thiết của mặt quỷ đã biến thành tiếng kêu thảm thiết hắn không có cách nào không kêu thảm thiết thật ra sức sống này bị hút đi quá mức kinh người hắn lại không có cách nào phản kháng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn sức sống của mình bị hút đi ngay cả thần hồn của hắn cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại đến lần nữa, hắn thật sự không nhịn được, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn không có cách nào dãy ruộng, chỉ có thể đi kêu la thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, ta hận ngươi, ta sai rồi, Bạch Gia Gia, ta thật sự sai rồi, không cần, đau quá, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, có chút bất mãn, trực tiếp một cái tát đập vào trên đầu mặt quỷ. Đừng làm rộn, yên tĩnh một chút, kêu la cái gì, ngày hôm qua không phải rất tốt sao chẳng qua là chút sức sống mà thôi quen là tốt rồi bạch tiểu thuần nói lại hấp thu không ngừng mặt quỷ bên kia kêu thì kêu cũng không có sức lực hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó không ngừng co quắp ngơ ngác cảm nhận sức sống của mình bị hút đi sự bi ai của hắn đã sâu vượt qua cả thông thiên hải hắn lại một lần nữa hối hận hắn hối hận không nên rời khỏi quỷ mẫu hối hận không nên không bị thiên tôn bắt đi hối hận không nên tới tìm bạch tiểu thuần lại càng không nên tự mình đưa tới cửa mạng của ta thế nào lại khổ như vậy cái tên bạch tiểu thuần đáng giết ngàn đao này tại sao hắn không có một chút lòng thương cảm nào chứ trong lòng mặt quỷ đã lệ rơi đầy mặt giống như mưa to giàn ruộng còn kém chút gào khóc ta xin thề ta dùng cả sinh mệnh của ta ra thề ta sử dụng tu vi của ta ra thề ta dùng tất cả mọi thứ của ta ra thề chỉ cần ta ra ngoài ta nhất định phải giết bạch tiểu thuần này thiên đao vạn quả hành hạ hắn một vạn năm trong khi mặt quỷ đang rơi lệ trong lòng điên cuồng thề chỉ là thân thể kia thống khổ giống như bị xé rách vậy vẫn có sinh cơ trôi qua dần dần khiến cho hắn mất đi ý thức chẳng biết từ lúc nào hắn lại có thể ngất đi tới khi hắn thức tỉnh bạch tiểu thuần đã rời khỏi đó nhưng nhìn thân thể mình thật giống như bị móc sạch sức sống của hắn còn dư lại lúc này đã không được một phần phải biết rằng trước đó hắn bị bạch tiểu thuần hành hạ như vậy cũng chỉ là hao phí một phần mà thôi nhưng hôm tại trong hai ngày ngắn ngủi tám phần người sức sống bị mất đi, khiến cho hắn có cảm giác sinh ra không thể yêu mến. Nhất là thần hồn của hắn, đều đã tiến sát biên giới của sự sụp đổ. Nhìn thân thể thật giống như bị thiên quân vạn mã trà đạp qua, mặt quỷ lại khóc. Loại người không lòng thông cảm này, lúc mới sinh ra, đáng lẽ phải bị bóp chết. Mặt quỷ đang run rẩy trong lòng rít gào, nhưng trên thực tế, hắn vẫn hiểu nhầm Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc hắn hôn mê, Bạch Tiểu Thuần vốn có thể hút đi tất cả sức sống của hắn, nhưng cuối cùng bạch tiểu thuần lại cảm thấy có chút do dự cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn vì vậy mới bỏ qua quyết định này dù sao cũng hai năm qua ta cũng hành hạ lão ra hỏa này cũng có một ít giao tình mà thôi mà thôi để sau khi hắn chậm rãi khôi phục quay trở lại hút là được trong sự cảm thán bạch tiểu thuần cảm thấy mình thật sự quá lương thiện lúc này hắn mới hài lòng rời đi hắn trở về chỗ lúc trước khoanh chân bắt đầu trùng kích bất tử huyết về phía đại viên mãn sau khi hấp thu đủ sức sống, bất tử huyết của hắn không ngừng bạo phát lan tràn. Dần dần, cuối cùng tất cả máu đều nhuộm đẫm. Theo một giọt máu cuối cùng trở thành bất tử huyết, toàn thân Bạch Tiểu Thuần nhất thời truyền ra tiếng chấn động ngập trời. Bất tử huyết, 10 phần, trong tiếng nổ lớn ầm ầm, khí tức của hắn nặng nề. Thân thể bị chấn động, đột nhiên một đau đớn mãnh liệt từ toàn thân từ trên xuống dưới đồng thời xuất hiện. Đau đớn này tới thật đột ngột, khiến cho mắt của Bạch Tiểu Thuần lập tức tràn ngập tơ máu. Những tiếng rắc rắc từ trên người của hắn truyền ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, thân thể hắn rốt cuộc xuất hiện dấu vết vỡ nát. Thậm chí có thể từ bên trong những vết nứt này, có thể nhìn thấy được có da mới đang sinh trưởng, còn có thể nhìn thấy được máu ở dưới lớp da kia đang nhanh chóng chảy xuôi. Còn có xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, tất cả thân thể hắn đều đang như vậy, giống như đang lột xác. Dường như ở dưới thân thể này, đang có một thân thể mới nhanh chóng trưởng thành. Cho đến sau hơn 10 hít thở, đau đớn mãnh liệt này đã đạt đến thực hạn. Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng gào thét thê lương, ở trong tiếng gào thét này, thân thể hắn khô quắt lại tới tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi ầm một tiếng, rốt cuộc trực tiếp nổ tung. Nổ tung, không phải là tất cả thân thể hắn, mà là những chỗ vỡ nát. Theo sự vỡ nát, những mảnh nhỏ bắn ra bốn phía xung quanh mặt đất. Ở trung tâm của mảnh vỡ kia, thân thể của Bạch Tiểu Thuần một lần nữa được lộ ra, trong suốt lấp lánh, giống như ngọc thạch. Nhưng còn chưa có kết thúc, trong chớp mắt, thân thể mới này lại có thể một lần nữa vỡ nát, lại khô quát. Chương 1458, thân thể bán thần. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cho đến khi tiếng nổ lớn thứ hai vang vọng, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa xuất hiện. Tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Lần lượt lột xác, lần lượt nổ tung, cho đến sau lần thứ tám, ở dưới những mảnh nhỏ đầy đất, thân thể của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ ra, tản ra ánh sáng loa mắt. Toàn thân hắn có hào quang tỏa ra bốn phía, thậm chí hắn nhắm mắt lại, cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác siêu phàm, đủ để cho thời điểm mọi người nhìn lại, đều thấy tinh thần chấn động. Dường như, đây cũng không phải là người phàm, mà là thân thể của tu sĩ vượt ra khỏi cực hạn. Thân thể, bán thần, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, bên trong hai mắt mở ra lộ ra nhật nguyệt quang. Vào giờ phút này dường như toàn thân hắn hóa thành một vị thần chỉ, thần xuống thế gian. Như vậy, còn có thể tiến thêm một bước. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự chờ mong, hắn đã cảm nhận được, công cùng xiềng xích lớn thứ năm trên cơ thể người, giống như một ngọn núi lớn cuối cùng đè ở trên người, ngày hôm nay ta tu luyện bất tử quyền nhiều năm, đã hoàn toàn đại viên mãn, hai tay Bạch Tiểu Thuần giơ lên, vung mạnh lên, nhất thời tất cả máu, tất cả xương, tất cả gân mạch, thậm chí còn có máu thịt cùng với da trong cơ thể, vào giờ phút này, tất cả đều chấn động. Theo sự chấn động, từng đợt lực lượng cường hãn khiến cho bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi đang chấn động đồng thời bạo phát. Sự bạo phát này không ngừng quật khởi, giống như sóng biển phẫn nộ, dần dần ngập trời, cuối cùng sau khi dung hợp với nhau, giống như có thể khiến cho thiên hôn địa ám, ầm ầm bạo phát. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vượt qua thiên lôi, bỗng nhiên vang vọng. Không cùng xiềng xích thứ năm, mở, ầm ầm ầm, ngọn núi lớn đè ở trên người, nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, ở trong trùng kích này, không cần suy nghĩ liền tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Tiếng nổ truyền khắp thế giới pháp bảo thân thể của Bạch Tiểu Thuần một lần nữa xuất hiện sự vỡ nát, xuất hiện một lần nữa khô quắt. Cho đến khi lại một tiếng động rất lớn vang lên, thân thể hắn lần thứ 9 tan vỡ. Thời điểm hắn xuất hiện, lộ rõ thân thể ở bên trong mảnh thế giới này, hoàn mỹ không tì vết, thậm chí tràn ngập ý của thiên đạo, khiến cho thế giới pháp bảo này phải run rẩy. Đây là khí tức gì vậy? Mặt quỷ hoảng sợ thất thanh, trên trời cao, vào giờ phút này nữ hải nhi cũng bị kinh động, chậm rãi mở. Mắt ra, nhìn về phía bạch tiểu thuần, nàng có chút sừng sốt dần dần trong mắt nàng lộ ra sự hồi ức cùng phức tạp. Bất tử quyền đột phá, thậm chí ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho trên trời cao của Bắc Mạch lúc này cũng xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Tiếng sấm truyền khắp đại lục thông thiên, cho dù là hai bên đang giao chiến ở bên trong man hoang, cũng cảm nhận được trời cao biến hóa. Khi cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn thấy được trên trời cao, ở trong một chớp mắt này, từ vòng xoáy chuyển động ở giữa không trung của Bắc Mạch lại có thể có từng vết nứt hiện lên ở trên cả bầu trời của thế giới thông thiên giống như trời sắp sụp đổ dường như đất sắp nứt ra giờ phút này vô số tu sĩ của man hoang cùng thông thiên đang giao chiến tâm thần mỗi người đều chấn động mơ hồ dường như có cảm giác thế giới muốn tan vỡ loại cảm giác này khiến cho thần sắc tất cả mọi người biến hóa hoảng sợ vô cùng chuyện gì xảy ra vậy trời ạ à, trời cao thế nào lại vỡ vụn ra trong số những tu sĩ chấn động có kết đan có nguyên anh còn có thiên nhân tu sĩ nghịch hà tông cũng có ở trong đó thậm chí bán thần hai bên ở trên chiến trường này, mỗi một người đều hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hồng Trần Nữ cũng ở trên chiến trường, lúc này trời cao biến hóa, cũng khiến cho nàng trở tay không kịp. Tất cả mọi người của man hoang, phản ứng đầu tiên, chính là loại thiên biến này nhất định có liên quan đến thiên tôn. Duy nhất chỉ có số ít người mới biết được chân tướng của tất cả những điều này, giống như trong khôi hoàng thành, ở sâu bên trong mặt đất, ở trong một mảnh khu vực hoang phế, người canh giữ lăng mộ đang khoanh chân tĩnh tọa, lúc này mở ra đôi mắt mệt mỏi. Sự già nua của hắn đã đặc biệt rõ ràng, lúc này toàn thân hắn đều tản ra sự mục nát, giống như ngọn đèn dầu đã đến lúc tắt. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đục chậm rãi ngưng tụ ra một tia thần thái. Cuối cùng bất tử quyển, đại thành, thiên tôn lựa chọn, ta đã có thể nghĩ đến. Bạch Tiểu Thuần, hy vọng ngươi sau này, không nên hận ta, ta nhất định phải làm như vậy. Đây là sứ mạng của ta, đây là ý nghĩa tồn tại cuối cùng của ta. Sư tôn, bên trong hư vô minh hà, Bạch Hảo Minh Hoàng của thế hệ này lúc này đang đứng ở nơi đó, từ phía xa nhìn lên thiên địa, thì Thảo nói nhỏ. Toàn bộ man hoang, trừ hai người bọn họ ra, còn có một người, cũng ở trong một cái chớp mắt này, đã hiểu rõ nguyên nhân khiến cho thiên biến. Người này, chính là Khôi Hoàng thời nay, cho dù bị Đại Thiên Sư áp chế, giống như Khôi Lỗi, nhưng dù sao hắn cũng là Khôi Hoàng. Dù sao huyết mạch hoàng tộc cũng chảy xuôi trong thân thể. Lúc này ở trong hoàng cung của Khôi Hoàng Thành, hắn ngồi ở Long Y, thân thể chấn động mãnh liệt đó là một loại công pháp chấn động đồng dạng tới từ trong cơ thể phát ra. Đây là chấn động đến từ huyết mạch, đây là chấn động đến từ sâu bên trong linh hồn, trường sinh quyền của nhất mạch bất tử khôi hoàng chấn động. Có người, sau kế huyết tổ, lại đạt được bất tử quyền đại viên mãn. Khôi hoàng hít một hơi thật sâu, ban đầu trong mắt vốn đầy tuyệt vọng, lại chậm rãi xuất hiện hy vọng. Toàn bộ man hoang, chỉ có ba người bọn họ cảm nhận được nguyên nhân khiến cho thiên địa biến hóa kịch liệt. Mà ở đại lục thông thiên, thời khắc này trên thông thiên đảo, theo bầu trời vỡ nát, một khí tức kinh người, từ trên đảo bạo phát ra, ngập trời. Bất tử quyền đại viên mãn, bên trong đạo cung, thiên tôn chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là cười thì cười, trong mắt của hắn có nước mắt chảy xuống. Nhưng trong mắt hắn vẫn đầy sự quyết đoán, lại hoàn toàn không có chút giảm bớt. Ta không muốn sử dụng thủ đoạn, lúc này vừa gặp đúng là hoàn mỹ, nhất định phải như vậy sao, người canh giữ lăng mộ. Trường 1459, gặp lại băng nguyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đồng thời cũng ở trong một chớp mắt này, bên trong sơn môn nghịch Hà Tông, thân thể huyết tổ đứng sừng sững ở nơi đó, lại không thể điều tra. Hắn run rẩy giật mình, nếu như Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, hắn nhất định có thể lại nghe được, từng âm thanh nhỉ non giống như ảo giác. Khơi thời ngày hôm qua, đổi lấy thức tỉnh hôm nay. Toàn thế giới chấn động, thật lâu không tiêu tan, mà ở bên trong thế giới pháp bảo, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, từ từ đứng lên bốn phía xung quanh hắn có vô số mảnh nhỏ do lột xác nằm giải rác. Lúc này theo hắn đứng dậy, toàn bộ thế giới pháp bảo đều đang run rẩy. Dường như mảnh thế giới này đang áp chế đối với hắn. Đây không phải là do nữ hài nhi ý nguyệt, mà là một loại áp chế theo bản năng của mảnh thế giới này. Thiên nhân đại viên mãn, bất tử quyền đại thành, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, cảm nhận sức sống vô cùng vô tận trong cơ thể mình lúc này. Một lát sau, hai mắt hắn đang khép chợt mở ra. Trong mắt hắn lộ ra thần thái, khiến cho thế giới pháp bảo nhất thời bị thất sắc. "Nên về nhà rồi." Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói. Lúc ngẩng đầu, ánh mắt hắn rơi vào gương mặt của nữ Hải Nhi trên trời cao, cùng nữ Hải Nhi nhìn nhau. Hắn không nói gì, tất cả đều đang biểu lộ cả ở trong mắt không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ nữ Hải Nhi lại có kế hoạch gì mà hắn không biết nữa. Với tu vi cường hãn, lực lượng thân thể kinh người, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có lòng tin đối mặt với tất cả. "Chúc mừng ngươi, bất tử quyển đại viên mãn." trong mắt của nữ hài nhi lưu lại sự phức tạp, hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, ta hoàn thành lời hứa hẹn trước đây, ngươi sinh thời, có thể vận dụng pháp bảo bắc mạch ba lần. Nếu ngươi có thể giết chết thiên tôn, từ nay về sau ngươi lại là chủ nhân của ta. Nói xong, nữ hài nhi không lãng phí thời gian, trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra u quang. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới pháp bảo ầm ầm chấn động. Trong mặt đất vỡ nát, một cánh cửa đá rất lớn, đột một từ trên mặt đất nhô lên. Cửa đá mênh mông này ở trong quá trình từ mặt đất dâng lên, toàn bộ mặt đất thế giới pháp bảo không ngừng vỡ nát. Rất nhanh tất cả trở thành hư vô, cho đến khi ở bên trong hư vô này, chỉ có một cánh cửa đá kinh người. Từ nơi này ra ngoài, chính là băng nguyên của Bắc Mạch. Nữ Hải Nhi chậm rãi mở miệng, nhìn cửa đá, khí thức của Bạch Tiểu Thuần khẽ thúc đẩy, trong mắt lộ ra sự chờ mong. Hắn đã ở chỗ này quá lâu, đối với tất cả mọi thứ bên ngoài, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cũng có phần lo lắng nghịch hà tông không biết như thế nào hiện tại nữ hài nhi thức tỉnh tu vi của ta đột phá đã đến lúc rời đi thoáng một cái thân thể bạch tiểu thuần lao thẳng đến cửa đá tính sẽ rời khỏi đây hơi thở của mặt quỷ trở nên rồn dập lộ ra sự kích động lúc này cho dù lại suy yếu đi nữa hắn cũng khẩn trương đến cực hạn ở trong mặt đất tan vỡ hắn đã bay lên lúc này nhìn chằm chằm vào cửa đá khát vọng trong lòng hắn lúc này so với khát vọng thiên tôn muốn rời khỏi đại lục thông thiên còn mãnh liệt hơn chỉ là tám phần sức sống bị hút đi, thần hồn suy yếu, khiến cho bí pháp hắn vốn chuẩn bị na di ban đầu, cũng vẫn không có cách nào tiếp tục thi triển. Một khi thi triển, đó không phải là chạy trốn, mà là tự mình tan vỡ. Dẫn ta đi, trong sự lo lắng, mặt quỷ chỉ có thể nhìn về phía bạch tiểu thuần, cầu khẩn. Người có thể ở trên người ta hạ một cấm chế tiếp theo. Ta, ta có thể trở thành quỷ nô của ngươi, chỉ đi ra ngoài, tu vi của ta mới khôi phục. Người có thể sẽ xuất hiện thêm một quỷ nô chuẩn thiên tôn theo lời mặt quỷ nói chuyển ra bước chân bạch tiểu thuần chợt dừng lại hắn nhìn về phía mặt quỷ đề nghị của đối phương hắn đã từng từng nghĩ tới nhưng lại buông tha cho dù là phương pháp nô dịch bạch tiểu thuần cũng vẫn cảm thấy lo lắng dù sao một khi rời khỏi đây không có pháp bảo áp chế sau khi mặt quỷ này rời khỏi đây tu vi sợ là rất nhanh sẽ khôi phục đỉnh phong đến khi đó có chút không cẩn thận hắn sẽ xuất hiện thêm một vị đại địch tuyệt thế càng nghĩ bạch tiểu thuần không để ý tới nữa tiếp tục đi về phía cửa lớn Bạch Tiểu Thuần, dẫn ta đi. Mặt quỷ sốt ruột, lập tức tới gần, nhưng hắn vừa bay ra, lập tức một áp chế của thế giới pháp bảo chợt hạ xuống. Ở dưới ánh mắt của nữ hài nhi, thân thể mặt quỷ thật giống như bị thiên địa chân áp, hoàn toàn không có cách nào đi về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần dần dần đi về phía cửa lớn, sẽ biến mất. Bạch Tiểu Thuần, âm thanh của mặt quỷ thê lương, rít gào, tâm miệng, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn đứng ở bên cạnh cửa đá, quay đầu lại nhìn về phía mặt quỷ. Ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng, ở chỗ này chờ, chờ sau khi ta trở thành bán thần, tự nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Ta, ngươi, mặt quỷ sắp suy sụp, trước đó hắn nhiều lần nhẫn nại, chính là vì có thể ra ngoài. Nhưng bây giờ mắt thấy hy vọng này đang ở ngay trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần này lại có thể hoàn toàn không để ý tới mình. Nhất là sự quyết đoán trong giọng điệu kia, khiến cho mặt quỷ tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần đáng chém ngàn đao, ta nguyền rủa ngươi. Trong tiếng gào thét thê lương của mặt quỷ bạch tiểu thuần ngạo nghễ ho nhẹ một tiếng hắn suy nghĩ chỉ có kẻ ngu si mới đi tin tưởng lời mặt quỷ này nói lúc này nghĩ đến mình đột phá tu vi tu vi thiên nhân đại viên mãn thân thể bán thần hắn lại hăng hái trần hạ thiên hiện tại ta một tát là có thể đập chết ngươi còn có những gia hỏa bắc mạch kia bao gồm bán thần ở bên trong bạch tiểu thuần ta đã không sợ ngươi bạch tiểu thuần nghĩ tới đây càng kích động hơn hắn hận không thể lập tức liền nhìn thấy ánh mắt mọi người chấn động khi nhìn thấy mình hắn cất bước trực tiếp bước vào trong cửa đá theo tiếng sấm vang vọng toàn bộ cửa đá chấn động trong chớp mắt thân thể bạch tiểu thuần biến mất thời điểm xuất hiện thình lình đã ở trên băng nguyên của bắc mạch bốn phía xung quanh là gió ấm áp đập vào mặt mặc dù không phải hơi nóng nhưng rơi ở trên người vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp bạch tiểu thuần mừng rỡ nhất là linh khí đến từ trong thiên địa thông thiên hải loại cảm giác lâu ngày không gặp này khiến cho bạch tiểu thuần rất hưởng thụ nhưng trong chớp mắt hắn lại có chút sửng sốt chương 1460, lo lắng. Một, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không đúng, ở đây chắc là Bắc Mạch, thế nào gió lại không rét lạnh. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, ánh mắt nhìn về phía bốn phía xung quanh. Trong mắt của hắn cũng muốn rơi xuống, hàn môn lão tổ sẽ không đưa ta đi nhầm chỗ chứ. Nơi này là, Bắc Mạch sao? Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn rừng cây dày đặc ở bốn phía xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn lại, cả vùng hình như đều trở thành ốc đảo. Nhất là ở trên ốc đảo này, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đóa hoa ánh trăng. Điều này khiến cho thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến đổi không ngừng. Hoa hà hoa, có phần mờ mịt hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng xác định, địa phương mình đang đứng đích xác chính là Bắc Mạch, chỉ là Bắc Mạch hôm nay, ở trong mấy năm ngắn ngủi này, dáng dấp biến hóa to lớn, khiến Bạch Tiểu Thuần trước sau cảm thấy giống như mộng ảo. Toàn bộ gần như 8 phần khu vực Bắc Mạch đã không có băng nguyên, lộ ra bùn đất đen kịt. Còn nữa, trên bùn đất này có vô số rừng cây những thực vật bên trong rừng rậm cẩn thận nhìn tất cả đều là hoa ánh trăng trên trán bạch tiểu thuần có chút đổ mồ hôi hắn cảm thấy chuyện mình làm ban đầu hình như chơi có chút lớn hắn mặc dù biết hoa ánh trăng rất cường hãn nhưng lại không nghĩ rằng có thể chỉ trong mấy năm đối phương rốt cuộc hoàn thành chiếm lấy bắc mạch điều càng khiến cho hắn ngạc nhiên hơn là bắc mạch lại có thể để mặc cho hoa ánh trăng khuếch tán rốt cuộc không có đi giải quyết trên thực tế bạch tiểu thuần không biết không phải bắc mạch không nghĩ tới biện pháp ngăn cản hoa ánh trăng, mà bọn họ thật sự có lòng nhưng không đủ lực, mặt khác chiến tranh xuất hiện, cũng khiến cho bán thần cùng với thiên nhân bắc mạch không rảnh đi để ý tới hòa ánh trăng, toàn thân toàn ý tập trung vào chiến sự trong man hoang chiến sự trong. Chẳng ai nghĩ tới, mấy năm ngắn ngủi, hoa ánh trăng này lại có thể mở rộng đến trình độ như vậy. Chờ tới khi mọi người của Bắc Mạch muốn quay đầu lại đi xử lý, trong thời gian ngắn đã không có cách nào làm được. Hơn nữa, cuộc chiến của Man Hoang cũng đến thời khắc mấu chốt. Bán thần cũng tốt, Thậm chí thiên nhân cũng vậy, đã không có cách nào bước ra được. Bạch Tiểu Thuần một đường chấn động, nhìn những cây hoa ánh trăng này. Hắn do dự đi về phía trước, cho đến khi từ phía xa thấy được Cửu Thiên Vân Lôi Tông, thấy được biến hóa ở đây, không phải quá lớn, xung quanh vẫn là băng nguyên, nơi đây cũng là băng nguyên duy nhất trong cả Bắc Mạch. Bốn phía xung quanh, vô số hoa ánh trăng đã bao quanh Cửu Thiên Vân Lôi Tông tầng tầng lớp lớp. Thậm chí hai bức tượng của Cửu Thiên Vân Lôi Tông lúc này đều đã tan chảy không ít không nhìn thấy rõ hình dạng thế nào, giống như hai cột băng cực lớn. Tất cả những điều này, khiến Bạch Tiểu Thuần rất trột dạ. Có thể tưởng tượng, muốn về nghịch Hà Tông, phương tiện truyền tống trận này lại ở cửu thiên vân lôi tông. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể kiên trì, chậm rãi tới gần. Nhưng càng tới gần, Bạch Tiểu Thuần từ từ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn phát hiện toàn bộ cửu thiên vân lôi tông lại có thể không có một thiên nhân. Bán thần cũng không có ở đây, thậm chí tu sĩ nơi đây lại có thể ít đi gần như 7-8 phần. Lúc này phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ. Còn có phần nhiều lại là ngưng khí, số lượng cũng rất rất ít, có thể nói, tông môn lớn như vậy, thoạt nhìn rất hoang vắng. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng tu sĩ tồn tại ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, mỗi người đều tâm thần không yên. Những tiếng thở dài thỉnh thoảng lại vang vọng, tất cả những điều này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, có một dự cảm không ổn. Hắn không chút do so dự, nhoáng cái lao thẳng đến Cửu Thiên Vân Lôi Tông khi vừa tiến tới gần một chút, đại trận hộ tông nơi đây bỗng nhiên hiện lên, muốn đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tới gần. Cùng lúc đó, có âm thanh cảnh báo mãnh liệt vang lên trong toàn bộ tông môn, khiến cho tất cả tu sĩ chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Địch tấn công, theo trận pháp đưa ra lời cảnh báo, toàn bộ tông môn nhất thời hoảng loạn lên. Trận pháp hộ tông của Cửu Thiên Vân Lôi Tông tuy cường hãn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, dưới bất tử cấm, tất cả trận pháp đều chỉ để trang trí. Hắn không có dừng lại chút nào, cất bước, trực tiếp bước vào bên trong trận pháp của cửu thiên vân lôi tông. Lúc hắn xuất hiện, đã ở giữa không trung, trong nháy mắt, từng ánh mắt mang theo sự hoảng sợ từ trên vân tông cùng lôi tông chợt rơi vào trên người bạch tiểu thuần. rất nhanh có người nhận ra bạch tiểu thuần, la lên thất thanh. là bạch tiểu thuần, trời ạ, à, hắn thế nào lại tới đây? hắn không phải đã mất tích rồi sao? đáng chết, bán thần lão tổ cùng các thiên nhân đang ở trên chiến trường. bạch tiểu thuần này đột nhiên đánh tới, hắn muốn làm gì? từng tiếng kinh ngạc kêu mang theo âm dung truyền ra khiến cho cửu thiên vân lôi tông lập tức ầm ý sự bất an trong lòng bạch tiểu thuần càng thêm mãnh liệt lúc này mắt thấy xung quanh đại loạn hắn chợt gầm khẽ một tiếng tất cả im miệng cho ta giọng nói này vượt qua thiên lôi trực tiếp nổ tung lập tức khiến cho mọi người ở cửu thiên vân lôi tông đều đinh tai nhức óc sự hỗn loạn phía dưới trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh nói cho ta biết vì sao các ngươi ở đây ít hơn phân nửa tu sĩ phân lôi tử bán thần lão tổ đều đi chỗ nào. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, tay phải dơ lên chỉ về phía một vị tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, lập tức hỏi. Tu sĩ bị Bạch Tiểu Thuần chỉ vào, thân thể run lên. Hắn vội vàng cung kính bái kiến, không dám có nửa điểm giấu giếm, nhanh chóng mở miệng. Bốn nguyên đầu tông môn lớn cùng man hoang khai chiến, mọi người đều đi tới chiến trường man hoang. Cái gì, những lời này rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần, nhất thời hóa thành tiếng sấm sét nổ vang. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt gấp gáp vô cùng, Hắn không có nghe câu nói kế tiếp, lúc này trong đầu đều là lời đối phương nói. Man Hoang cùng Thông Thiên chiến tranh, đối với người khác mà nói, trận chiến tranh này rằng có mấy năm đã thành thói quen. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây là lần đầu hắn nghe được. Tâm thần hắn nhất thời không yên, hắn nghĩ đến đệ tử Bạch Hạo, nghĩ đến Cửu Quỷ Vương, nghĩ đến Hồng Trần nữ. Hắn không lãng phí thời gian ở Bắc Mạch nữa, nhoáng cái, hắn lao thẳng đến truyền tống trận của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Chương 1461, lo lắng 2. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Lấy danh tiếng của hắn ở cửu thiên vân lôi tông, một câu nói, lập tức khiến đệ tử cửu thiên vân lôi tông giống như đưa tiến ôn thần. Tất cả suốt lực mở ra trận pháp, theo trận pháp vận chuyển, theo bóng dáng bạch tiểu thuần ở trong ánh sáng của trận pháp kia biến mất, đệ tử cửu thiên vân lôi tông ở xung quanh, đều thở phào nhẹ nhõm. Truyền tống trận của nguyên đầu tông môn, có thể kéo dài qua toàn bộ thông thiên hải, núi liền bốn nguyên đầu tông môn lớn lại cùng một chỗ. Lúc này theo trận pháp mở ra, khi bóng dáng Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện lần nữa, không ngờ đã từ Bắc Mạch đến Đông Mạch, trở lại. Tinh không đạo cực tông, truyền tống trận của tinh không đạo cực tông, xây dựng ở trên thải hồng màu lam. Lúc này trận pháp đột nhiên chấn động, ánh sáng chợt phủ xuống, khiến cho các đệ tử tinh không đạo cực tông, mỗi người đều tâm thần chấn động, đồng thời nhìn lại. Bọn họ thấy được một thân ảnh mơ hồ, xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Hứa bảo tài đã ở bên trong đoàn người, dựa theo tu vi của hắn, vốn cũng cần tham chiến, nhưng bởi vì một lần trọng thương hắn trở về nghỉ ngơi dưỡng sức dựa theo quân lệnh chính hắn cũng biết sợ là qua một khoảng thời gian nữa sẽ có một số người kể cả mình đều phải một lần nữa trở lại trên chiến trường nhưng hắn đã mệt mỏi hết sức mấy năm qua hắn ở trên chiến trường thấy được quá nhiều người chết sợ hãi trong lòng đã tiêu tan thay vào đó còn lại là sự mệt mỏi vô cùng mà thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng trước đây nếu không phải là đối phương thấy mình là người của nghịch hà tông Thu hồi một ít lực đạo, sợ là hắn đã chết ở trên chiến trường. Cho dù đối phương thu hồi lực đạo, nhưng vẫn có thể khiến cho hứa bảo tài bị thương nặng, Tu Vi tan vỡ, rơi xuống đến trúc cơ. Thậm chí cho dù lúc này đã khôi phục một ít, nhưng hứa bảo tài hiểu rõ, cả đời này, ở trên phương diện Tu Vi mình sẽ không có cách nào có tiến thêm. Nghĩ tới đây, trong lòng hứa bảo tài lộ vẻ sâu thảm. Hắn không biết trận chiến tranh này sẽ phải duy trì liên tục tới khi nào. Chiến tranh kịch liệt, trong mấy năm ngắn ngủi, bất luận là man hoang hay đại lục thông thiên đều tử thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cũng ý thức được, có thể mình không còn có cơ hội trở về đông mạch nữa. Có thể thời điểm tiếp theo, sau khi đi ra chiến trường, nơi đó, chính là chỗ mình chôn xương, lúc này truyền tống trận sáng lên, cũng khiến cho hắn chú ý. Nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý, chỉ nhìn lướt qua, rồi thu hồi ánh mắt lại. Nhưng không đợi mọi người thấy rõ bóng dáng của người vừa hiện ra, một thần thức cường hãn khiến trời cao giống như ép xuống, liền trực tiếp từ trên truyền tống trận, bạo phát ra, giống như cơn lốc, quét ngang về phía tinh không đạo cực tông. Nơi nào nó đi qua, tất cả phạm vi trong toàn bộ tinh không đạo cực tông đều ở trong một chớp mắt, hoàn toàn không có chút lực ẩn nấp nào. Tất cả đều bị thần thức này bao phủ, thần thức cường hãn này lập tức khiến cho tâm thần mọi người run rẩy. Hứa bảo tài cũng ít một hơi lạnh, ở trên chiến trường hắn đã gặp được lại thần thức tương tự. Theo hắn thấy, là bán thần lão tổ vượt qua thiên nhân mới có khả năng hình thành gió bão như vậy. Bán thần trở về sao? không đợi hứa bảo tài kịp phản ứng đột nhiên bên tai của hắn chuyển đến âm thanh quen thuộc hứa bảo tài a à, hứa bảo tài sửng sốt thời điểm trong đầu còn đang trống rỗng hư không bên cạnh hắn đột nhiên vặn vẹo bóng dáng của bạch tiểu thuần một bước đi ra khi hắn đứng ở trước mặt hứa bảo tài hứa bảo tài ngơ ngác nhìn bạch tiểu thuần còn chưa kịp phản ứng cho đến khi bạch tiểu thuần nhăn mày lại tay phải giơ lên vung ra một lực lượng ôn hòa nhất thời dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hứa bảo tài những tiếng rắc rắc vang vọng rốt cuộc trực tiếp hồi phục tất cả thương thế của hứa bảo tài cảm nhận ấm áp cùng tu vi chấn động trong cơ thể cảm nhận những thương thế khiến cho hắn tuyệt vọng lại có thể trong chớp mắt hoàn toàn biến mất thậm chí tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên muốn một lần nữa trở lại kết đan tất cả những điều này khiến cho thần sắc của hứa bảo tài hoảng hốt la lên thất thanh bạch tiểu thuần thiếu tổ đối với mọi người của nghịch hà tông mà nói tin tức cuối cùng của bạch tiểu thuần là hắn cùng với đỗ lăng phỉ ở lại bắc mạch từ đó về sau Hoàn toàn không có tin tức của Bạch Tiểu Thuần nữa, cho đến khi chiến tranh bạo phát, giữa man hoang cùng thông thiên nhiều lần xảy ra chiến sự. Hai bên thương vong vô cùng nghiêm trọng, điều đó khiến cho mọi người của Nghịch Hà Tông đã không tinh lực đi suy nghĩ tìm hiểu chuyện khác. Mỗi ngày điều bọn họ phải suy nghĩ chính là chiến đấu. Hứa Bảo Tài cũng như vậy, chỉ là thỉnh thoảng, hắn vẫn sẽ nghĩ tới vị thiếu tổ kinh diễm tuyệt luân kia, nghĩ đến hai người đã từng. Ở trong nhà bếp còn có một chút mâu thuẫn, hình như mình còn hạ chiến thư đối với Bạch Tiểu Thuần số phận là điều thật sự không có cách nào cân nhắc được. Điều này làm cho mỗi lần hứa bảo tài nhớ lại quá khứ, đều cảm giác rất bùi ngùi. Nhất là sau khi hắn trọng thương, cảm giác bùi ngùi như vậy lại càng nhiều. Nhưng tất cả cảm giác bùi ngùi so ra đều không bằng sự chấn động trong lòng hắn lúc này. Một mặt là thương thế trong chớp mắt đã khôi phục, một mặt còn lại là Bạch Tiểu Thuần đã mất tích, lại có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nhất là thời khắc này Bạch Tiểu Thuần, trên người hắn tràn ngập sóng giao động tu vi khiến cho tâm thần hứa bảo tài chấn động mãnh liệt trong trí nhớ của hắn giao động này còn mãnh liệt hơn so với trước đây khi khi bạch tiểu thuần thành thiên nhân trở về hắn nhận không ra tu vi của bạch tiểu thuần hôm nay là gì hắn chỉ biết là cũng là cảm giác thâm thúy nà hắn chỉ thấy qua trên người bán thần ở trên chiến trường thiếu tổ ngài hứa bảo tài lắp ba lắp bắp hỏi trong đầu trống rỗng mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người của nghịch hà tông đâu người đâu bọn họ thế nào rồi? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, lúc này hắn cũng không có thời gian ôn chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Nhìn trong mắt Bạch Tiểu Thuần đang từ từ hiện lên tơ máu, hứa bảo tài hít vào một hơi, cố gắng chấn tĩnh tâm thần. Hắn cũng hiểu rõ hiện tại không phải là thời điểm hàn huyên. Hắn nhanh chóng đứng dậy, vội vàng mở miệng, thiếu tổ, man hoang cùng thông thiên khai chiến, chương 1462, ta nhất định có thể ngăn cản. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, Đối với tìm hiểu tin tức tình báo, Hứa Bảo Tài luôn luôn vượt qua người bình thường. Nhất là trận chiến tranh này, bản thân hắn còn tự mình tham dự vào. Cho nên đối với toàn bộ thế cục của cuộc chiến tranh, hắn hiểu rất rõ. Từ trong miệng của hắn, hơn phân nửa những chuyện phát sinh về cuộc chiến tranh này, trong thời gian Bạch Tiểu Thuần ở thế giới pháp bảo mấy năm qua đều được tất cả nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe một hồi, tâm tình càng thêm dao động. Hắn biết, sau khi mình tiến vào thế giới pháp bảo không lâu, Thiên Tôn hạ lệnh bốn đại nguyên đầu tông môn của thông thiên cùng với tất cả tông môn dưới trướng, mở ra chiến tranh về phía man hoang. Hắn còn biết, trận chiến tranh này vô cùng thảm khốc. Man hoang từ từ bị yếu thế, chiến trường không ngừng thu nhỏ lại, hiện tại đã có bốn năm phần khu vực, đã hoàn toàn mất đi. Đồng thời, thiên tôn cũng tăng cường trấn áp đối với man hoang, điều động gần như bảy tám phần mười tu sĩ trong toàn bộ tất cả tông môn của đại lục thông thiên phải tham gia vào cuộc chiến tranh này. Có thể nói trước đó chưa từng có, có một không hai. Hắn còn biết, ngay nửa năm trước, trận chiến tranh này đã vượt qua mức độ gai cấn, dường như sự kiên trì của thiên tôn có hạn, đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Thiên tôn đã không tiếc trả giá lớn, cho dù lấy mạng người lấp vào, cũng vẫn hạ lệnh tổng tiến công quyết chiến. Dưới mệnh lệnh này, bốn đại nguyên đầu tông môn từ bốn phương hướng cùng lúc công kích tới, cùng man hoang tử chiến đến cùng. Ở trong vòng nửa năm này, giữa hai bên đã tử thương vô số, thi hài phơi đầu khắp nơi. Trong miệng hứa bảo tài, thời khắc này mặt đất man hoang đã sắp trở thành màu máu. Hôm nay vong hồn trong trời đất đã nhiều đến mức không cách nào hình dung. Dường như luân hồi đã sụp đổ, vong hồn không có cách nào tiến vào minh hà, chỉ có thể chạy ở trên chiến trường, tùy ý có thể thấy được. Đồng thời, thiên nhân chết đã không còn là chuyện hiếm thấy nữa. Mà từ thời điểm cuộc chiến tranh phát sinh, đến nay bốn đại nguyên đầu tông môn đã có chín vị cường giả thiên nhân bỏ mình. Phía bên man hoang có 10 đại thiên công, thì cũng có 6 vị hình thần câu diệt càng không cần phải nói tới tu sĩ nguyên anh cùng với thiên hầu của man hoang cái chết của bọn họ thậm chí ở trên chiến trường này cũng không gây ra bất kỳ sóng gió gì đã bị dòng nước lũ chiến tranh dòng cuồn cuộn cuốn qua tứ đại thiên vương của man hoang lão tổ của bốn nguyên đầu tông môn thông thiên đã không biết bị chém giết bao nhiêu lần hai bên đều có thương thế một lần nghiêm trọng nhất thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện chuyện bán thần ngã xuống có thể tưởng tượng được nếu cuộc chiến tranh này còn liên tục duy trì sớm hay muộn sẽ có bán thần ngã xuống hơn nữa không có khả năng chỉ là một người sợ là sau trận chiến này bất luận là man hoang hay thông thiên đều sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng hứa bảo tài cay đắng mở miệng nhanh chóng nói ra tất cả những gì mình biết được chúng ta không muốn đánh thật sự không muốn không chỉ là chúng ta ta nghe được rất nhiều tông môn khác thậm chí là đệ tử của nguyên đầu tông môn đều không muốn tiếp tục nhưng tất cả đều không có tác dụng quyền lợi đình chiến nằm ở trong tay của thiên tôn lão nhân ra người ta muốn chiến chúng ta chỉ có thể nghe theo nghịch hà tông cũng có không cách nào tránh được phải theo tinh không đạo cực tông cùng nhau tham chiến đã mấy năm đối thủ của tinh không đạo cực tông chính là quân đoàn cử quỷ dưới chứng cử quỷ vương trong tứ đại thiên vương của man hoang bạch tiểu thuần nghe đến đó trong lòng chấn động chuyện hắn không muốn đối mặt nhất trung quy vẫn phát sinh giữa cử quỷ vương cùng nghịch hà tông hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ bên nào bị thương tổn cái này giống như huyết khê tông cùng linh khê tông trước đây cũng may Hồng Trần nữ thống lĩnh quân đoàn cự quỷ, không biết vì duyên cớ gì, đối với nghịch Hà Tông đã nhiều lần nương tay. Nếu không, sợ là hiện tại nghịch Hà Tông, 10 phần không còn lại nổi 3 phần. Cũng bởi vậy, đã khiến cho nghịch Hà Tông bị không ít người của tinh không đạo cực tông nghi vấn. Cho nên, mấy thiên nhân lão tổ của tinh không đạo cực tông, lại có thể hạ lệnh để nghịch Hà Tông ta làm tiên phong. Nói đến đây, ủy khuất cùng sự điên cuồng trong lòng hứa bảo tài cũng không nhịn được bạo phát ra. Thiếu tổ, ba ngày trước chúng ta vừa nhận được tình báo đại quân thuộc tinh không đạo cực tông đang cùng quân đoàn cửa quỷ ở bên ngoài cửa quỷ thành tiến hành trận quyết chiến cuối cùng chúng ta nên làm cái gì bây giờ nghe hứa bảo tài hò hét trong lòng bạch tiểu thuần thầm run rẩy cảm thấy sự cay đắng vô tận người ngoài không biết vì sao hồng trần nữ nương tay đối với nghịch hà tông nhưng bạch tiểu thuần lại hiểu rõ nguyên nhân trong lòng hắn cảm động đồng thời đối với cách làm của tinh không đạo cực tông lại có thể để nghịch hà tông đi làm tiên phong cũng khiến hắn dâng lên phẫn nộ vô tận nhưng hắn hiểu rõ hiện tại mình nhất định phải tỉnh táo lại. Nghịch Hà Tông là nhà của ta, không thể để cho Nghịch Hà Tông bị thương tổn, cử quỷ vương cùng ta có tình cảm cũ, còn có tử mạch, ta cũng không thể để cho bọn họ bị thương tổn, ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Hai mắt bạch tiểu thuần đỏ ửng trong ngực kịch liệt phập phồng. Tiếng hứa bảo tài hò hét vang vọng bên tai của hắn, dũng mãnh tiến vào tâm thần, hóa thành sóng to gió lớn bên trong tâm thần của hắn. Trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần, tuy rằng biết cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên sớm hay muộn vẫn sẽ phát sinh nhưng hôm nay cuộc chiến tranh này tới đột nhiên khiến cho hắn trở tay không kịp quan trọng nhất là hắn bị nhốt ở trong thế giới pháp bảo đã làm chậm trễ mấy năm mấu chốt nhất hiện tại đã quyết chiến một cảm giác mờ mịt luống cuống không khỏi dâng lên ở trong lòng bạch tiểu thuần vì sao phải đánh đánh giết giết tu tiên là vì trường sinh vì sao nhất định phải phân ra sinh tử bạch tiểu thuần nắm chặt nắm đấm thân thể run rẩy hai mắt nhắm lại che đi một mảnh đỏ ửng ở trong mắt. Ta, ta năm đó có thể ngăn cản cuộc chiến tranh giữa huyết khê tông cùng linh khê tông, hiện tại. Ta cũng có thể đi ngăn cản cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên. Không sai, ta cùng với tiểu đỗ đỗ có quan hệ. Còn nữa, thiên tôn từng nói, nếu như ta đến bán thần, hắn cho phép ta cùng với tiểu đỗ đỗ. chương 1463, thiên nhân mạnh nhất một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ta còn là sư tôn của Hạo Nhi, ta nhất định có thể ngăn cản, tất cả mọi thứ đều là bởi vì thiên tôn muốn rời khỏi đây. Nếu như hắn muốn đi, cứ để hắn đi được, ta đi khuyên bảo người bảo vệ lăng, ta đi nói chuyện với Hạo Nhi, mở ra cánh cửa thế giới, để hắn đi. Hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ hiện ra ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lúc này sau khi suy nghĩ, nắm lấy một ý tưởng trong đó, hắn cũng không có lòng đi suy nghĩ tìm hiểu xem có thật sự được hay không. Hắn chợt ngẩng đầu, ầm một tiếng, thân thể liền trực tiếp phóng lên cao. Ta muốn đi ngăn cản trận chiến tranh này." Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm rít gào. Sau khi phóng lên trên không trung, tốc độ của hắn được thể hiện ra đến mức cực hạn. Hư vô vặn vẹo, tầng mây bị xé rách, giống như sét đánh xé toạc bầu trời. Âm một tiếng, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần trong chớp mắt đã biến mất, lao thẳng đến. Vùng cấm sinh mệnh, hắn không có thời gian đi ngồi chiến thuyền, cũng không có thời gian lãng phí ở trên lộ trình thông thiên hải. Hiện tại cách thức nhanh nhất để chạy tới chiến trường chính là đi tới vùng cấm sinh mệnh trực tiếp bước vào man hoang sau đó lao về phía cửa quỷ thành con đường đến man hoang bạch tiểu thuần đã quen thuộc lúc này hắn mang theo sự lo lắng mãnh liệt mang theo sự bất an một đường giống như muốn mở thông suốt trời cao trong những tiếng ầm ầm hắn đã xuất hiện ở phía bên ngoài vùng cấm sinh mệnh hắn không không chậm trễ chút nào bước đi vào không có tính toán thời gian trong đầu bạch tiểu thuần chỉ có một ý nghĩ nhanh lại nhanh hơn một chút ầm 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 bóng dáng của bạch tiểu thuần xuyên qua vùng cấm sinh mệnh sau khi không biết ở đây trong bao lâu, lúc bước ra, hắn trực tiếp bước vào đến. Cảnh nội man hoang, vừa một bước tiến vào man hoang, một khí thức đẫm máu đập vào mặt. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, man hoang này vốn cần cỗi, hiện tại càng ảm đạm. Mặt đất một mảnh đỏ sậm, tràn ngập mùi thối nát. Không nói tới khắp nơi đều có dấu vết thuật pháp lưu lại, nhưng chênh lệch không bao nhiêu. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần bay nhanh ở trong man hoang này, chỉ thấy đã có hơn 10 chỗ chiến trường quy mô nhỏ lưu lại không ít tay cụt chân cụt. Man hoang này ban đầu vốn cũng không có bao nhiêu thực vật. Lúc này nó lại càng hoang vắng, trên mặt đất hiện ra từng khe rãnh nối liền, những ngọn núi phía xa N đều sụp đổ hơn phân nửa. Nhất là hắn còn nhìn thấy được một mảnh khu vực với phạm vi ước chừng ngàn dặm, bùn đất ở nơi đây đều mang khí thức tử vong nồng đậm. Từng thi thể hoặc là người của man hoang, hoặc là người của thông thiên nằm rải rác khắp nơi. Từng con phi cầm ăn xác thối giống như đám kền kền, đang đứng ở trên thi thể, không ngừng mổ thịt thối. Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng rít, mới có thể khiến cho những con phi cầm này bị kinh động đồng thời bay lên đám phi cầm tạo thành đàn thành mảng ở trên bầu trời này vừa phát ra tiếng kêu lớn vừa bay xoay quanh trong con mắt màu xám của chúng lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía bạch tiểu thuần nhìn những thi thể này thân thể bạch tiểu thuần run lên khe khẽ cả đời này coi như hắn đã nhìn thấy qua quá nhiều cục diện nói tới chiến tranh cũng có vài lần trải qua bất luận là cuộc chiến của bốn tông hạ du năm đó hay là cuộc chiến tranh tông môn trung du cùng vùng còn có trước đây ở trên trường thành chém giết đều làm cho bạch tiểu thuần biết được sự tàn khốc của chiến tranh nhưng tất cả những chiến trường này cũng không thể nào so sánh được với giờ phút này cả phạm vi ngàn dặm thê thảm tới mức kinh người dù sao những cuộc chiến tranh trước đây bạch tiểu thuần trải qua phần lớn thi thể sẽ được dọn dẹp khỏi bên trên chiến trường nhưng hiện tại trong cuộc chiến giữa man hoang cùng thông thiên đã là thời khắc sinh tử không có người lo lắng đi dọn dẹp chiến trường nhiều thi thể như vậy không biết đã ở chỗ này bao lâu mục nát là chuyện không thể tránh được Khiến cho trong khí tức thiên địa, ngoại trừ máu tanh ra, lại có thêm mùi mục nát tanh tươi. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, thời điểm xoay người, tốc độ của hắn nhanh hơn, lao thẳng đến chỗ của Cự Quỷ Thành. Cho đến khi hắn rời đi, đám phi cầm trên bầu trời này p mới dần dần không còn hoang mang nữa. Chúng giống như không chịu được sự hấp dẫn của những thịt thối trên mặt đất, lại chậm rãi hạ xuống, bắt đầu lại một vòng thịnh yến. Thời gian trôi qua cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần không biết đã trôi qua bao lâu hắn chỉ biết là mình không lãng phí một chút thời gian nào đã sử dụng toàn lực lao nhanh đi dưới loại tốc độ này đổi lại thành bán thần khác cũng rất khó làm được tiêu hao như vậy cũng chỉ có bạch tiểu thuần sau khi bất tử huyết đại thành lực khôi phục của hắn đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi mới có thể ở dưới sự bạo phát kéo dài bất luận là thể lực hay tu vi vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong bất kỳ lúc nào trong tiếng nổ vang tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh từ phía xa nhìn lại thậm chí ở trên trời cao cũng không nhìn thấy được bóng dáng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được một cầu vồng vừa hiện ra đã lập tức biến mất. Càng đi về phía trước, càng thấy được nhiều mặt đất man hoang nhuộm đỏ, càng thấy được từng chỗ chiến trường, tim Bạch Tiểu Thuật cũng càng thêm run rẩy. Ngàn dặm chiến trường cũng không tính là gì, mấy ngàn dặm thậm chí hơn vạn dặm chìm trong biển thi hài. Trong lúc chạy nhanh, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được một chỗ. Thời điểm không cách nào hình dung được hơn vạn dặm thi hài, rốt cuộc bản thân mình có ý tưởng gì? nhưng bạch tiểu thuần biết đây là tu la trận tàn khốc nhất hắn đã gặp phải trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được từng hố sâu từng khe rãnh cùng với những khu vực vốn là rừng cây hiện tại thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt vậy trở thành đất khô cằn những mảnh đất có vốn có bộ lạc man hoang tồn tại hiện tại cũng đều trở thành một đống đổ nát trên mảnh đất rộng này thi thể của bọn họ đặc biệt rõ ràng vì sao bạch tiểu thuần thì thào theo khoảng cách càng lúc càng gần cự quỷ thành nôn nóng cùng điên cuồng trong lòng hắn cũng càng thêm mãnh liệt cho đến khi ở một nơi rất gần với cự quỷ thành, Bạch Tiểu Thuần thấy được. Một màn ánh sáng màu vàng tỏa ra, lộ ra khí tức nước thông thiên hải, giống như một cái trục cực lớn, bao phủ tất cả khu vực hào hùng bên trong. chương 1464, Thiên nhân mạnh nhất 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mà trung tâm của địa phương bị bao phủ, mặc dù khoảng cách quá xa, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rõ, nhưng dựa vào sự quan thuộc của hắn đối với phạm vi gần cự quỷ thành, hắn liếc mắt liền nhận ra màn ánh sáng màu vàng kia bao phủ chính là cửa quỷ thành hiển nhiên màn ánh sáng trận pháp này một mặt là để ngăn cản có thể sẽ xuất hiện ngoại viện mặt còn bên kia lại để hoàn toàn bao vây cửa quỷ thành khiến cho quân đoàn cửa quỷ ở bên trong chiến tranh nếu như thắng lợi còn tốt một khi thất bại như vậy trận pháp này sẽ trở thành lao mục ngăn cản bất kỳ một tu sĩ man hoang nào chạy trốn do đó hoàn toàn diệt sạch thiên tôn muốn hoàn toàn tiêu diệt đi trái tim của man hoang từ trên màn ánh sáng trận pháp này cũng có thể thấy được một chút trong nháy mắt khi nhìn thấy được màu vàng màn ánh sáng mắt bạch tiểu thuần càng xuất hiện thêm nhiều tơ máu tốc độ của hắn ầm ầm bạo phát hắn đang muốn triển khai bất tử cấm mạnh mẽ xuyên qua màn ánh sáng trận pháp này bỗng nhiên trên màn ánh sáng màu vàng phía xa đột nhiên hiện ra ba gương mặt cực lớn ba khuôn mặt này đều già nua một người trong đó ở giữa mi tâm lại có một cái sừng màu vàng dữ tợn lúc này trong chớp mắt khi bọn họ xuất hiện tản ra dao động thiên nhân chấn động tám phương nhất là lão già ở mi tâm có một sừng giao động tu vi của hắn vượt xa so với hai thiên nhân hậu kỳ còn lại khí thế đại viên mãn cực hạn so với trần hảo tùng còn muốn khủng khiếp hơn nhiều ánh mắt của hắn như điện chấp bỗng nhiên nhìn về phía bạch tiểu thuần đang lao nhanh đến rất nhanh đồng tử trong hai mắt hắn co lại hiển nhiên là nhận ra tu vi của bạch tiểu thuần là thiên nhân đại viên mãn hắn còn nhìn thấu linh khí thiên địa tràn ngập trong cơ thể bạch tiểu thuần không phải thiên công của man hoang nhưng trong đại viên mãn của bốn mạch thông thiên không có người này. Lão già thì thào, hai mắt sắc bén, thản nhiên mở miệng. Người vừa tới dừng lại, lão phu là Âu Dương Trần, thiên nhân thân vệ thông thiên đảo, tuân lệnh của thiên tôn, bố trí đại trận sinh tuyệt. Không quan tâm ngươi là thiên nhân của tông môn nào, đều phải nhanh chóng rời đi. Người người vi phạm, giết chết, lão già này cùng với hai người thiên nhân hậu kỳ khác, bọn họ không thuộc về bất kỳ tông môn bốn mạch nào, mà đến từ thông thiên đảo, là thân vệ dưới trướng của thiên tôn, vượt xa thị vệ. Thân vệ giống như như vậy, đều được thiên tôn tuyển chọn từ trong toàn bộ khu vực thông thiên, sau đó lấy bí pháp, thành tựu thiên nhân. Nhân số cụ thể, cho dù bán thần lão tổ bốn mạch cũng không biết. Có thể nói là trong tay thiên tôn, ngoại trừ bản thân hắn ra, còn có một lực lượng khác uy hiếp bốn mạch. Thậm chí theo lời đồn đại, ở trên thân vệ, còn có thần vệ. Lần này thông thiên cùng man hoang khai chiến phần lớn, thị vệ, thân vệ thông thiên đảo đều xuất động. Bọn họ không tham dự vào trong cuộc chiến tranh, một mặt là chịu trách nhiệm chém giết dương nhiệt, về mặt còn lại là giống như giám quân, bố trí sinh tuyệt trận, hoàn thành lần diệt sạch cuối cùng. Trong lòng của bọn họ, chỉ có Thiên Tôn, về phần bốn mạch khác, ngoại trừ bán thần, những người khác bọn họ đều không để vào mắt, thiên nhân trong tông môn bốn mạch giống như Bạch Tiểu Thuần trước mắt vậy, bọn họ bình thường có thể trực tiếp quát mắng. Nếu như đổi thành thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần còn có thể khách khí giải thích một chút. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn đang lo lắng, kể từ khi biết Cự Quỷ Vương cùng Nghịch Hà Tông còn có đông mạch thông thiên, phát động chiến tranh, hắn một đường hoàn toàn không lãng phí thời gian, chạy nhanh đến. Lúc này trong lòng hắn lo lắng đến cực hạn, mắt thấy sắp đến chiến trường, nhưng lại có người ngăn cản, hắn không có thời gian đi mở miệng nói thêm cái gì. Tốc độ chẳng những không có giảm bớt, trái lại còn nhanh hơn. Trong tiếng nổ vang, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đạo cường nỏ kinh thiên động địa, chợt lao thẳng đến màn ánh sáng màu vàng. Không biết sống chết, trong mắt lão già có một sừng ở mi tâm lộ ra sự khinh miệt, Mặc dù lúc này Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra tu vi là thiên nhân đại viên mãn, nhưng hắn vẫn hử lạnh một tiếng. Giết người này, hắn vừa nói ra lời này, lập tức hai người thân vệ thông thiên đảo thiên nhân hậu kỳ khác trên màn ánh sáng trận pháp đều cười lạnh một tiếng. Gương mặt chợt co lại, thình lình hóa thành hai thân ảnh, trực tiếp bay ra khỏi trận pháp. Thời điểm bọn họ bay ra, trên người của bọn họ cũng dâng lên ánh sáng trận pháp màu vàng, lại có trận pháp gia tăng trong người. Màn ánh sáng trận pháp này có lực kinh người, ngưng tụ ở trên người của hai người, Nhất thời liền khiến cho chiến lực của hai người đều tăng lên không ít, rất gần với thiên nhân đại viên mãn. Hiển nhiên, trận pháp gia tăng mới là nguyên nhân khiến lão già một sừng cùng với hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ này cuồng ngạo như vậy. Xông tới đại trận sinh tuyệt, không quan tâm ngươi là ai, đều xúc phạm tới pháp tắc của Thiên Tôn. Nhận lấy cái chết, lúc này âm thanh của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ giống như thiên lôi, lạnh lùng cao ngạo vang vọng. Trong chớp mắt hai người đã bỗng nhiên bay ra, mắt thấy sắp tới gần, hai người này bấm quyết ở phía sau lưng của từng người đều huyễn hóa ra một con bò cạp màu vàng cực lớn, mang theo sự dữ tợn, mang theo sát khí, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Cút ngay cho ta, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không giảm, ở trong chớp mắt khi hai người đến gần, hắn chợt mở miệng phát ra một tiếng gầm khẽ khiến cho trời đất đều biến sắc. Tiếng gầm khẽ này thốt ra, trực tiếp lay động trời cao, hình thành một gió trời hung bạo không có cách nào hình dung, giống như rời núi lấp biển trực tiếp cuốn về phía hai người hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ này thậm chí cũng không kịp đi tới gần Bạch Tiểu Thuần, đã bị sóng âm giết gào của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trùng kích. Toàn thân bọn họ chấn động mãnh liệt, đồng thời, máu tươi điên cuồng phun ra, thật giống như bọn họ bị một ngọn núi lớn trực tiếp đập vào trên người. Con bò cạp màu vàng nguyễn hóa ra ở phía sau lưng bọn họ, lập tức nổ tung, khiến cho bọn họ không có cách nào chống đỡ. Thậm chí cảm thụ một chút, tâm thần liền chấn động, thân thể cũng đau nhức giống như bị xé rách, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp tan vỡ. Ngươi, hắn không phải là thiên nhân, thân sắc của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này vốn ngạo nghễ, đột nhiên đại biến. Trong mắt bọn họ cũng muốn nổ chung, trong phút chốc ngay trong tâm thần, dâng lên sự khiếp sợ vô cùng vô tận. Trong một tích tắc này, trong đầu chấn động ngập trời. chương 1465, hạ xuống cửa quỷ thành. một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong sóng âm này ẩn chứa tu vi cùng chiến lực của Bạch Tiểu Thuần lúc vang vọng giống như hóa thành thực chất, khiến hư vô phía trước hắn đều trực tiếp bị sụp xuống nghiền nát. Trong gió bão nổ vang, cho thấy lực diệt sạch, phát ra một ý chí kinh thiên. Đủ để quét ngang tất cả thiên nhân, có thể nói là thiên nhân mạnh nhất, hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này chỉ kịp phát ra tiếng kêu kinh ngạc, thậm chí thời điểm tiếng kêu thất thanh còn chưa có nói xong hoàn chỉnh, thân thể theo bản năng lui về phía sau, lại lập tức bị tiếng giết gào của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trùng kích. Không có cách nào chống lại, đây không phải là lực lượng bọn họ có thể đối kháng không có cách nào né tránh, tiếng nổ đến từ bốn phương tám hướng, hình thành lực diệt tuyệt, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, uy hiếp tới tính mạng của bọn họ. Âm ầm, những tiếng động ngập trời theo đó vang lên, hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này run rẩy, máu tươi điên cuồng phun ra, thần sắc mang theo sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng không có cách nào tưởng tượng được. Thân thể bọn họ cũng không kịp lui về phía sau, liền trực tiếp ở trong tiếng gào thét, toàn thân lăn lộn nổ tung. Thân thể của bọn họ lại có thể hoàn toàn không có cách nào chịu được, ở trong tiếng nổ này, trực tiếp trở thành cho bụi. Thậm chí nguyên thần của bọn họ cũng không có cách nào chạy ra được, bị nhốt ở bên trong thân thể cùng thân thể. Tan thành mây khói, tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, gần như chỉ là trong chớp mắt một cái, hai thân vệ này vừa rồi vẫn ngạo nghễ vô cùng, trong nháy mắt lại bị diệt sạch. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến cho ánh mắt lão già một. Sừng ở bên trong màn ánh sáng, lộ ra biểu hiện không có cách nào tin tưởng được. Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt sự hoảng sợ của hắn còn điên cuồng mãnh liệt hơn so với hai người đã chết kia. Âm thanh cũng đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, la lên thất thanh. Ngươi, ngươi không phải là thiên nhân, trong lòng lão già một sừng này điên cuồng run rẩy, hắn lập tức lại ý thức được, người này tuyệt đối không thể là thiên nhân. Người này có thể chỉ là dựa vào giết gào, lại thuấn sát hai vị thiên nhân hậu kỳ. Chỉ có bán thần, hoàn toàn không có một chút do dự, lão già một sừng này gần như bị sợ vỡ mật, vội lui về phía sau, lại muốn chạy trốn nhưng tốc độ của hắn ở trong mắt bạch tiểu thuần thật sự quá chậm chỉ có điều bạch tiểu thuần cũng không có tâm tình đi để ý tới lão già một sừng này hiện tại ý niệm duy nhất của hắn chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào chiến trường tốc độ của bạch tiểu thuần vượt qua tất cả giống như xuyên qua hư vô trực tiếp lại một đầu lao vào đại trận sinh tuyệt bên trong màn ánh sáng màu vàng mắt thấy bạch tiểu thuần rốt cuộc bước vào bên trong trận pháp lão già một sừng vốn tâm thần run rẩy toàn thân co lại vì sợ hãi tràn ngập trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng động dâng lên hy vọng. Hắn rốt cuộc thật sự nhảy vào rồi, trận pháp này, cho dù là bán thần bước vào, trong thời gian ngắn cũng phải bị áp chế. Hắn làm vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết, trong lòng lão già một sừng rung lên, rốt cuộc không lui về sau nữa, mà trong mắt có dâng lên sát cơ. Dù sao hắn cũng là thiên nhân đại viên mãn, trong các thân vệ của Thông Thiên Đảo, hắn cũng là người xuất sắc. Bình thường hắn sát phạt quyết đoán, lúc này hắn không lùi mà tiến tới, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, muốn ngăn cản ở phía trước Bạch Tiểu Thuần nhưng ngay khi hắn tới gần trong trước mắt bạch tiểu thuần đã triển khai ra bất tử cấm căn bản cũng không có nửa điểm ngừng lại giống như trận pháp này không tồn tại chợt đi về phía trước cảnh tượng như vậy lập tức để trong đầu lão già một sừng lại nổ tung sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi đồng thời sợ hãi cùng kinh hãi còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần ở trong tâm thần không ngừng bạo phát hắn lại muốn một lần nữa lui về phía sau nhưng đã muộn rồi tốc độ của bạch tiểu thuần quá nhanh dưới bất tử cấm Hám Sơn chàng theo bản năng được thi triển ra. Bạch Tiểu Thuần lao thẳng đến phía trước, gần như trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt lão già một sừng muốn đi ngăn cản mình, va và chạm vào nhau. Âm một tiếng, lão già một sừng này chỉ cảm thấy giống như bị vô số ngọn núi từ trên trời đập vào trên người. Hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể lại trực tiếp nổ tung tan vỡ. Nguyên thần mang theo sự sợ hãi vô tận muốn bỏ chạy, nhưng hắn căn bản không có cách nào làm được dưới tốc độ cực hạn này của bạch tiểu thuần bên ngoài thân thể hắn giống như hình thành lực hút kinh người nguyên thần của lão già một sừng không đợi trốn ra được đã bị âm bạo do bạch tiểu thuần lao qua bỗng nhiên chìm ngập giờ phút này bạch tiểu thuần cực kỳ cường hãn sau khi bước vào trận pháp này bạch tiểu thuần căn bản chưa từng liếc mắt nhìn lão già một sừng này bản thân đối phương tự mình đâm đầu vào chỗ chết hết lần này tới lần khác ngăn cản ở phía trước hắn tính giết chết bạch tiểu thuần cũng chỉ là tốc độ của bạch tiểu thuần quá nhanh vận khí của hắn không tốt mà thôi dưới bất tử cấm, đại trận sinh tuyệt giống như không tồn tại. Trong tiếng, nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút dừng lại nào, trực tiếp xuyên qua. Thời điểm hắn xuất hiện, thình linh đã đến năm vạn dặm bên ngoài cửa quỷ thành. Bên tai của hắn lập tức lại truyền đến vô số gào thét rít gào, những tiếng dãy rụa gầm thét thê lương vô tận. Cùng lúc đó, hắn càng thấy được phía trước, thời khắc này dường như mắt thường không thể nhìn thấy được điểm cuối. Chiến trường, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt run lên, vô số tu sĩ đông mạch thông thiên, mỗi một người đều đã đỏ mắt, đang điên cuồng chém giết. Đất man hoang, các loại hồn tu cũng giống như như vậy, giống như đã sớm đánh cược tất cả. Bọn họ đối mặt chính là chiến tranh không phải người chết chính là ta mất mạng. Bọn họ đã không quan tâm nữa, cho dù tử vong, cũng muốn tự bạo trước khi chết, tranh thủ lôi kéo kẻ địch cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Tiếng nổ vang không ngừng bạo phát ra, chấn động mọi người trên chiến trường. Hai lỗ tai của bọn họ đã mất đi thính giác, điều này đối với bọn họ mà nói, không có gì đáng ngại. Bởi vì giết người, không cần lỗ tai, từ nơi này đến cự quỷ thành là đoạn đường chừng 5.000 dặm. Toàn bộ chiến trường, có thể tính là phạm vi 10 vạn dặm. Ở bên trong phạm, này, một trận chiến tranh mà cả đời này của Bạch Tiểu Thuần cũng chưa thấy qua, đang bạo phát, lại không biết đã bạo phát trong bao lâu. chương 1466, hạ xuống cự quỷ thành. 2. Chuyện được thực hiện bởi audio com Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười điên cuồng đan vào cùng một chỗ, giống như hình thành khúc nhạc tử vong, khiến cho thiên địa vào giờ phút này, giống như cũng muốn thu hồi ý chí của mình, chỉ có thể yên lặng nhìn. Khắp nơi trên mặt đất đầy nữ thi thể xương cốt hải cốt, đã rất khó nhìn thấy được một thi thể nào hoàn chỉnh. Ở trong những đợt chém giết này, ở những dưới mũi tên, nhìn thấy được. Chỉ là một mảnh đỏ sập, khắp nơi trên mặt đất, hơn 10 vạn tu sĩ thậm chí nhiều hơn nữa đang điên cuồng thi triển tất cả phương pháp có thể sử dụng ra để giết người. Nơi đây giống như một cái cối say thịt cực lớn, không ngừng cắn nuốt tất cả đã không nhìn thấy được trận hình không nhìn thấy được chỉ huy có thể nhìn thấy được chỉ có bản năng nguyên thủy ép buộc giống như dã thú điên cuồng trên chiến trường mức độ này tu sĩ nguyên anh lại tính cái gì kết đan còn trong chớp mắt liền hình thần câu diệt còn có từng chiếc chiến xa còn có trí bảo của chiến tranh tuy lớn đều đã tan vỡ nhưng có số lượng vẫn không ít đang phát ra lực diệt tuyệt giết chóc tất cả mà chiến trường trên bầu trời cũng rất kinh người ở giữa không trung trên trời cao một cuộc chiến bán thần vượt qua tất cả quy mô cũng đang được tiến hành trên thân thể cao lớn của cửa quỷ vương này vết thương răng đầy có thể nhìn thấy được có một thanh trường thương đã qua xuyên qua thân thể hắn đang tản ra ánh sáng màu đen huyễn hóa ra chín con rồng đen không ngừng chui tới chui lui ở trong thân thể hắn mỗi lần như vậy đều làm cho cửa quỷ vương phát ra tiếng gào thét thê lương nhưng bản thân hắn bị trọng thương vẫn điên cuồng mãnh liệt cùng vị bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông chém giết sinh tử Bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông cũng đã đến cực hạt, ngực lõm xuống, một cánh tay đã biến mất. Toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra, khí thức tử vong ảm đạm, chỉ là sát ý trong mắt hắn lại vẫn ngập trời. Mỗi lần bọn họ ra tay, đều làm cho thiên địa biến sắc, cũng làm cho trời cao run rẩy xuất hiện từng vết nứt. Mà bọn họ ra tay, phát ra công kích, cũng hóa thành từng tầng sóng khí, trở thành gió bão ở bốn phương tám hướng, quét ngang thế giới. Dưới chiến trường bán thần, trên bầu trời, thiên nhân của cự quỷ thành, thiên nhân của đông mạch thông thiên đều đang đánh một trận sinh tử những tiếng sấm thường vượt qua thiên lôi ở bên trong thiên địa này không ngừng phát tiết bạo phát đám người hồng trần nữ nghịch hà tông linh khê lão tổ bạch trấn thiên trần hạ thiên cùng với đồng tử không ngờ đều ở bên trong mà vị thiên nhân lão tổ thiết huyết đường kia lại không ở đây người cũng không có mặt còn có vị u minh công của cự quỷ thành ở trong trí nhớ bạch tiểu thuần lúc này thiên nhân phía bên thông thiên có ba vị phía bên man hoang ngoại trừ hồng trần nữ gia còn có một người bạch tiểu thuần nhận ra người này đó là một trong những thiên công của khôi hoàng thành lúc này cuộc chiến của sáu người đã đến một khắc sinh tử hiển nhiên bên trong đại trận sinh tuyệt đều bị cắt đứt mọi người nơi đây chìm đắm ở trong giao chiến khẩn trương hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra thời điểm nháy mắt khi bạch tiểu thuần đến tiếng nổ vang chợt bạo phát mãnh liệt hơn chính là vị thiên công kia cười thảm trước khi chết rốt cuộc không tiếc tự bạo hình thành lực hủy diệt đồng tử không tránh kịp trực tiếp bị bao phủ sau tiếng nổ lớn, tử vong không chỉ là hắn, còn có vị. Đồng tử của tinh không đạo cực tông, hồn phi phách tán, đồng quy vô tật, gần như ở trong chớp mắt khi hai người tử vong, hồng trần nữ cũng. Phun ra một búng máu, ở dưới sự liên thủ của Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiên, nàng vốn đã bị trọng thương, thương thế quá nặng. Trong tiếng cười thảm, nàng nhanh chóng lui về phía sau. Trần Hạ Thiên hít thở ồ ồ, chợt gào thét, hàn tông, nếu người còn tiếp tục không lấy ra toàn lực, sau trận chiến này, lão phu diệt cả nhà nghịch hà tông của ngươi. Nói xong, hắn cùng với Bạch Trấn Thiên, lao đến đuổi theo hồng trần nữ. Trong mắt hắn lộ ra sát cơ kinh người, hiển nhiên, đối với nữ nhi của cự quỷ vương, thống lĩnh của quân đoàn cự quỷ, hắn đã ở thế ở phải giết. Giết nàng, có thể khiến cho cự quỷ vương phân tâm, liền có thể tranh thủ cho lão tổ một đòn tuyệt sát. Mắt thấy Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiên đều nhanh chóng phóng đi, Linh Khê lão tổ cảm thấy cay đắng. Hắn biết từ khi khai chiến tới nay, nghịch hà tông thương vong ít nhất tất cả những điều này đều là do Hồng Trần Nữ nương tay. Hắn vốn không muốn ở chỗ này ra tay với Hồng Trần Nữ. Nhưng vừa vặn ở thông thiên, mình đã không thể làm theo ý mình. Lúc này hắn thở dài một tiếng, cất bước đi. Nhưng ngay khi ba người đồng thời tới gần, Hồng Trần Nữ ở trong tiếng cười thảm, bên trong con mắt lộ ra hàn quang, giống như sắp triển khai thần thông thuật pháp nào đó với cái giá cực lớn. Nhưng vào lúc này, một tiếng rít gào từ phía xa trong thiên địa, giống như có thể xé rách hư vô, ẩm ẩm truyền đến. Dừng tay, theo âm thanh đến, lại là một cầu vồng trực tiếp mở ra hư vô thông suốt, mang theo khí thế vô thượng, kinh thiên động địa. Chớp mắt, tới gần, người đã tới gần, âm thanh nổ tung, chỉ là âm thanh lại lập tức khiến cho hai lỗ tai Trần Hạ Thiên chấn động, tâm thần giống như sắp tan vỡ. Trong một tích tắc này, thất khiếu lại bị chấn động chảy xuống máu tươi. Trong sự hoảng sợ, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng nữa. Đầu cũng chấn động nổ mạnh, giống như bị búa tạ đập tới. Bạch Chấn Thiên ở bên cạnh cũng vô cùng chật vật ở dưới giọng nói này vang lên, hắn bị chấn động, ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn tan vỡ, lại trực tiếp phun ra. Búng máu tươi lớn, dường như ở dưới tiếng gầm thét giận dữ này, linh hồn cũng muốn bị trực tiếp phá hủy thành mảnh nhỏ. Chỉ có linh khê lão tổ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hiện tại trong lòng hắn vô cùng chấn động, theo âm thanh quen thuộc này lọt vào tai, khiến cho hơi thở của hắn chợt dồn dập. Trong mắt còn có không có cách nào tin tưởng, hắn muốn quay đầu nhìn lại, nhưng khi nhìn qua, chỉ thấy bên kia tốc độ quá nhanh, do đó hư vô vặn vẹo cùng thiên địa mơ hồ. Bạch tiểu thuần hóa thành cầu vồng, tốc độ cực nhanh, dường như muốn xé rách thiên địa. Còn dâng lên một khí thế vô thượng, kinh thiên động địa, thậm chí khiến cho chiến trường này cũng chấn động trượt hạ xuống, trong nháy mắt khi Trần Hạ Thiên, Bạch Trấn Thiên Tính bao vây tấn công, ra tay đối với Hồng Trần Nữ. chương 1467, ta đã trở về một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Từ phía xa nhìn lại, giống như một mũi tên vô cùng sắc bén, thế như trẻ tre, chớp mắt lao tới. Thời điểm hắn xuất hiện, không ngờ đã ở bên cạnh Hồng Trần Nữ. Thời điểm thân thể Hồng Trần Nữ chấn động, Bạch Tiểu Thuần đưa tay phải ra ôm lấy Hồng Trần Nữ. Hắn đứng tại chỗ, tay trái giơ lên, lấy vượt qua tốc độ của tia chớp, trực tiếp cách không chỉ về phía Trần Hạ Thiên cùng với Bạch Trấn Thiên. Đây không phải là hắn toàn lực ra tay, nhưng thời điểm đánh ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên. Một chiến lực vượt ra khỏi tu vi thiên nhân, vào giờ phút này cuồn cuộn bão phát ngập trời những tiếng ầm ầm nhất thời khuếch tán toàn bộ chiến trường khiến cho những chiến sĩ hai bên đang giao chiến ở khắp nơi trên mặt đất mỗi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc hoảng sợ vô cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng trần hạ thiên cùng với bạch trấn thiên chợt truyền ra trần hạ thiên điên cuồng phun ra máu tươi hắn chỉ cảm thấy một lực mạnh không có cách nào tưởng tượng được trực tiếp lại đánh vào trong cơ thể mình lực lượng cường đại đó cuối cùng chấn động mình giống như hóa thành một túi nước mà nước trong túi này lại là máu tươi trong cơ thể hắn. Dưới một đòn nghiêm trọng này, thân thể hắn giống như muốn nổ tung ra. Máu tươi trong cơ thể, ở dưới lực đè ép cường hãn này, lại trực tiếp từ bên trong vô số huyết quản trong cơ thể hắn bạo phát ra. Theo thất khiếu, theo các lỗ chân lông, chân tóc trên toàn thân không ngừng phun ra. Mà ở dưới một chỉ này trùng kích, thân thể hắn trực tiếp bị cuốn ngược lại. Đồng thời máu tươi phun, toàn thân hắn từ trên xuống dưới còn truyền ra những tiếng rắc rắc. Tất cả xương trong cơ thể hắn ở dưới một quyền này của bạch tiểu thuần máu tươi ở bên trong thân thể bạo phát giống như cũng không có cách nào chịu đựng được rốt cuộc bắt đầu vỡ nát từng tấc vỡ nát ra chớp mắt một cái trần hạ thiên vội lui về phía sau xương cốt cả người hắn rốt cuộc trực tiếp trở thành mảnh vỡ thậm chí ngay cả trọng lượng thân thể vẫn không có cách nào chống đỡ giống như muốn trở thành một đống thịt nát còn chưa có kết thúc máu cùng xương tan vỡ vẫn không có cách nào trung hòa được lực lượng một chỉ này của bạch tiểu thuần ở dưới tiếng nổ lớn trong tiếng kêu thảm thiết này, thân thể hắn không còn máu cùng xương thịt, trực tiếp đã bị xé rách, cuối cùng nổ tung ra. Chỉ còn lại có nguyên thần của hắn, ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt chạy ra. Thân thể nguyên thần run lẩy bẩy, lúc này hắn ở giữa không trung mang theo khủng hoảng mãnh liệt đến cực hạn cùng khiếp sợ vô cùng, thất thanh thét lên trói tai. "Ngươi, Bạch Tiểu Thuần, ngươi, bán thần!" Lời hắn nói đã không còn mạch lạc nữa. Một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần, thật sự khiến cho linh hồn của hắn cũng phải chấn động đến cực hạn hắn không dám đi tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt mình. Trọng thương không chỉ là hắn, còn có Bạch Trấn Thiên. Thời khắc này Bạch Trấn Thiên cũng phun ra máu tươi, toàn thân phát ra những tiếng rắc rắc, trong lúc không ngừng rút lui, tất cả phương pháp phòng hộ, tất cả pháp bảo đều hoàn toàn không có chút tác dụng. Căn bản là không có cách nào chống đỡ được lực lượng đến từ một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần. Dưới tiếng nổ lớn, nửa người hắn lại trực tiếp nổ tung ra. Thời điểm máu tươi bắn ra, sắc mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng lui về phía sau cuối cùng là khiến cho thân thể của hắn không giống như trần hạ thiên hoàn toàn tan vỡ phải biết rằng thân thể là thiên nhân tuy chỉ cần nguyên thần không bị diệt cũng sẽ không ngã xuống nhưng thân thể cũng quan trọng sau khi mất đi chiến lực của bọn họ tổn thất quá nhiều một lần nữa ngừng tụ ra thân thể sẽ phải trả cái giá cực lớn lại rất khó hoàn toàn dung hợp cùng nguyên thần điều đó sẽ khiến cho bọn họ ở một khoảng thời gian rất dài có tu vi xuống thấp yếu đuối vô cùng bạch bạch tiểu thuần thân thể bạch trấn thiên run rẩy trong mắt mang theo biểu tình không có cách nào tin tưởng, cũng kêu lên thất thanh. Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt, sau khi Bạch Tiểu Thuần đến, sau một chỉ của hắn bắn ra, tất cả quá trình cũng không được mấy hơi thở, đã giống như nghịch chuyển càn khôn, khiến cho tất cả chúng sinh trong thiên địa trời cao đều chấn động. Mà những điều này vẫn là biểu hiện sau khi hắn đã nương tay, mặc dù Bạch Tiểu Thuần vô cùng tức giận, nhưng hắn hiểu rõ, hắn đi tới nơi này, mục đích không phải là giết người, mà muốn giống như năm đó ngăn cản cuộc chiến giữa Linh Khê và Huyết Khê hắn muốn đi ngăn cản cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên. Cho nên, Bạch Trấn Thiên cùng Trần Hạ Thiên mới không có bị một chỉ của Bạch Tiểu Thuần tiêu diệt. Những lời hứa bảo tài nói có liên quan tới hành vi của Trần Hạ Thiên, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hận ý sâu đậm. Mặc dù dưới sự kìm chế không tuyệt sát, nhưng ở trên người Trần Hạ Thiên, hắn vẫn tăng thêm một phần tu vi, khiến cho thân thể Trần Hạ Thiên hoàn toàn tan vỡ. Tiểu Thuần, giữa không chung, Linh Khê Lão Tổ ngơ ngác nhìn tất cả những điều này. Trong lòng hắn cũng dâng lên sóng lớn. Bạch Tiểu Thuần mất tích mấy năm, hoàn toàn không có một chút tin tức nào. Linh Khê lão tổ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng trước sau vẫn nhớ mong. Chỉ là hiện tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện quá đột nhiên, khiến cho hắn căn bản cũng hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Điều càng làm cho hắn chấn động, là chiến lược Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra lúc này. Bán, thần, hầu kết của Linh Khê lão tổ lăn lộn, hắn cũng là thiên nhân, biết rõ thực lực của Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiên. Có thể hờ hững đánh ra một, chỉ, khiến hai người này trọng thương như thế. Loại chiến lược này, Linh Khê Lão Tổ không có cách nào liên hệ hắn cùng thiên nhân. Chỉ có, bán thần, nhưng điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe quá mức giận người, cho dù Linh Khê Lão Tổ có lòng tin đối với Bạch Tiểu Thuần mấy đi nữa, có chờ mong mấy đi nữa, cũng không có cách nào tưởng tượng được đối phương rốt cuộc có tạo hóa thế nào. Mấy năm trước, hắn vẫn là thiên nhân sơ kỳ, mấy năm sau, không ngờ đạt đến bán thần, lúc này cũng chấn động, còn có hồng trần nữ đang bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy, nàng kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nàng lộ ra sự mệt mỏi, có chút mờ mịt, giống như không dám xác định tất cả những gì mình đã nhìn thấy là sự thật. Ta đã trở về, Bạch Tiểu Thuần nhìn Hồng Trần Nữ, trong mắt mang theo sự phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. chương 1468, ta đã trở về hai Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, cảm nhận được sự ấm áp từ trên người Bạch Tiểu Thuần truyền tới, trên mặt Hồng Trần Nữ dần dần lộ ra vẻ tươi cười, toàn thân thoáng cái lại thả lỏng vừa thả lỏng, áp lực chiến tranh trong mấy năm qua thoáng cái lại ở bên trong thân thể bạo phát ra, hình thành mệt mỏi giống như rời núi lấp biển, khiến cho nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đã hôn mê. Nhìn ra được hồng trần nữ trong lòng mình mệt mỏi, nhìn thấy nàng hôn mê, bạch tiểu thuần cảm nhận được tim mình đau đớn. Sau khi từ từ đặt nàng xuống, lúc hắn đứng lên, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người linh khê lão tổ. Bái kiến lão tổ, bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu, ôm quyền trầm giọng mở miệng. Hơi thở của linh khê lão tổ vẫn gấp gáp, lúc này hắn vẫn không có cách nào tin tưởng cùng không thể tưởng tượng nổi mở miệng cũng không biết nói cái gì cho dù là tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với tốc độ nâng cao tu vi của bạch tiểu thuần tất cả giống như mộng ảo vậy lão tổ triệu tập tất cả đồng môn nghịch hà tông qua trận chiến tranh này nghịch hà tông chúng ta không tham dự bạch tiểu thuần kìm chế áp lực trong lòng không khí chiến trường ở bốn phía xung quanh khiến cho giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp sau khi linh khê lão tổ nghe được câu này hít thở chợt dừng lại trong mắt hắn lộ ra tinh quang cùng quyết đoán hắn biết lấy tu vi của mình không cách nào để cho nghịch hà tông ở trong cuộc chiến tranh này chỉ lo cho thân mình nhưng hôm nay theo bạch tiểu thuần trở về ngay cả mình cũng không có cách nào nhìn thấy được hắn chỉ cảm thấy tu vi thâm thúy vô cùng giống như tinh không vậy còn có hai quyền vừa rồi cho thấy một màn kinh người khiến cho trong lòng hắn dâng lên hy vọng hoàn toàn không có một chút do so dự linh khê lão tổ lập tức lại mở miệng âm thanh ẩn chứa lực tu vi, khuếch tán ra tám phương. Đệ tử Nghịch Hà tông, tất cả đến chỗ của lão phu ở đây." Giọng nói của hắn vang vọng chiến trường, nếu như là ở trước, cho dù hắn có nhiều lần la hét sợ cũng khó có người nào có thể hưởng ứng. Nhưng mặc dù chiến trường hiện tại còn có chém giết, nhưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện khiến cho quá nhiều người ở đây tâm thần bị chấn động, dừng ra tay. Nhất là lời Bạch Tiểu Thuần nói cùng Linh Khê lão tổ, càng làm cho những người nghe được khí tức hỗn loạn, trong đầu nảy sinh các loại suy nghĩ. Mà lúc này, trong lòng của các đệ tử nghịch Hà Tông trên chiến trường đều chấn động mãnh liệt, bay ra, lao thẳng đến chỗ của Linh Khê Lão Tổ. Theo từng bóng người mang theo sự mệt mỏi lao tới, bên trong có Thượng Quan Thiên Hiếu, có Bắc Hàn Liệt, có Tống Khuyết, Thần Toán Tử, còn có Tống Quân Uyển, so với về những người khác, trong ánh mắt Tống Quân Uyển có phần phức tạp hơn. Ánh mắt của nàng nhiều lần đảo qua trên người Hồng Trần Nữ đang hôn mê. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được ánh mắt của Tống Quân Uyển. Trên thực tế trước lúc hắn đến, mọi người của nghịch hà tông đều bên trong thần thức của hắn giống như tống quân uyển bạch tiểu thuần thấy rõ nàng được tống khuyết bảo vệ rất tốt lúc này trong lòng tuy rằng có phần áy náy nhưng cũng không phải là thời điểm để giải thích rất nhanh tất cả đệ tử nghịch hà tông trên chiến trường đều từng người tới gần trên đường bọn họ đến không người nào dám đi ra ngăn cản để mặc cho tu sĩ nghịch hà tông tập trung lại cùng một chỗ bạch tiểu thuần người nói vậy là có ý gì chẳng lẽ người muốn phản bội thế giới thông thiên chỉ còn lại có nguyên thần trần hạ thiên lúc này cho dù run rẩy cũng vẫn vội vàng mở miệng nói tất cả những điều trước mắt này thật sự khiến cho hắn hoảng sợ hãi hùng đồng thời hận ý của hắn đối với bạch tiểu thuần còn mãnh liệt hơn nhiều so với trước kia bạch trấn thiên ở một bên khí tức cũng bất ổn hắn nhìn bạch tiểu thuần trong đầu hiện lên một chỉ của đối phương vừa rồi tâm thần hắn